Sáng hôm nay tôi nghĩ rằng nếu được thì bà con nào mà có bệnh thì cứ đi, bởi vì khi mà tôi nói bắt đầu buổi giảng trẻ quá thì có thể có những người trẻ nhưng không sao. Cái quan trọng nhất tôi muốn là như là tôi nói cho hết nguyên phẩm ác ma, bởi vì nguyên một cái phẩm này đó thì hầu như là không có cái để không có cái nghĩa khó hiểu, không có cái chỗ tối nghĩa. Tôi sợ nhất những cái bài kệ mà bà con không có tự mình á, không có tự mình đọc được á. Chứ còn tôi dò qua rồi tôi thấy nguyên cái phẩm này không có cái gì mà bà con khó khăn. Ok, bây giờ trước hết tôi nói về ác ma Đức Đạt. Nó có một cái chuyện ở đây, đó là chữ ma đó, là tiếng Việt Nam mình nó như bạn ổn được có nói đó, là cái chữ cái hoa lài ở trong cái tiếng Hán, trong tiếng Hoa, trong cái hoa ngữ hiện đại đó, thì cái hoa lài thì cũng như là hoa mặt lị hay là mặt lệ. Nhé, nó từ cái tiếng Pali, là tiếng Pali và tiếng Sanskrit là Malika, mặt lị là mặt lệ. Trong tiếng Hoa, trong hoa ngữ hiện đại đó, người ta vẫn kêu là cái jasmine đó. Lát nữa bà con, lát nữa bằng ngay bây giờ trong Google đó, vào trong Google các vị vào trong cái trong cái gọi là cái từ điển anh hoa hả, thì đánh cái chữ jasmine ấy, thì tôi sẽ nhắc cái gì đến chữ mặt lại. Và sẵn ở đây tôi cũng hỏi mà biết đâu có thể giúp được bà con. Các vị có biết cái cách mà tra từ điển, tra chữ Hán, khi trường hợp thì mình đọc đang đọc internet á, mình đọc chữ Hán á, mình muốn chuyển nó qua bên Hán Việt á, rất là dễ. Các vị cứ copy rồi pass, các vị biết không? Trong các vị có biết làm gì đó không? Trước hết là mình copy chữ đó, mình highlight nó, sau mình copy nó, copy rồi sau đó mình mới mở cái trang từ điển tiếng Hán ra, cái mình pass đó. Thì nó ra ngay từ điển các vị đánh vô Google, các vị đánh cái chữ Hán Việt ha, đánh chữ Hán Việt dạ đúng rồi. Thì tôi nghĩ anh Dương Quê là phải biết rồi đó, nhưng mà có nhiều bà con họ không biết hết đó. Cứ vào ở trong Google đánh cái chữ Hán Việt từ điển thì nó sẽ dắt mình đến một số trang, chẳng hạn như trang thiều chữ ha, viết hai chữ thiều chữ với dính liền, nếu chính liền thì tự động dắt mình tới đó rồi. Cái mình vô trong đó mình hồi nãy mình copy rồi, bây giờ mình cho nó mình pass, mình nhả, mình thả nó xuống là tự động nó cho nghĩa thôi nha. Cho đó là cách dành cho những cái người mà có nhu cầu tra cứu chữ Hán, mà một là không biết hay là không nhớ thì có thể dùng cách đó. Cứ nhắc lại, cứ vào trong một cái bản, một bài báo, một bài viết nào đó, rồi mình copy cái chữ Hán đó, rồi mình như ra trong vô từ điển mình pass xong, chỉ vậy thôi. Ừ. Chữ thứ nhất, chữ thứ hai nữa mà nó có điều đặc biệt là có một số chữ như chữ mẹ ha, mẹ hay là chữ má đó, chữ đó nhiều ngôn ngữ giống nhau, nó giống nhau là cách là nó bắt đầu với m, nó bắt đầu với m. Ví dụ như mình thấy cái tiếng Anh, tiếng Đức này ha, thì nó đều là chữ m. Pali là nhiều lắm, mata, Pali là mata, hoặc là ma trú ha, nhiều lắm. Rồi cái chết cũng vậy, cái chết là mình thấy là trong tiếng Pháp là mo nè, là tiếng Latin á, tiếng Pali là Mareti hả, Mareti hả, và trong tiếng Latin cũng vậy. Tôi quên nếu tiếng Latin là như mà tiếng Latin chết là chị em mời cũng bắt đầu chị em mời. Thì cái tiếng trong tiếng Hán á, chết là thì nó dùng chữ khác, nhưng mà bên cạnh đó bên tiếng Hán nó có cái điểm đó, điểm là chữ ma đó, ma quỷ, chữ ma đó nó cũng là từ tiếng Phạn là ma đó hả, tạo cái lầm. Thì cái chữ ma đó đều có nghĩa là nghĩa đen thui của nó, là có nghĩa là tử thần hay là thần chết. Nó từ cái động từ văn là ma, ma là chết, từ đó Marathi là chết, mà ma re tí là giết,
tức là làm cho người ta chết. Thì cái chữ ma ở đây với anh là chữ ác ma, đó trong kinh mình nói có năm loại, năm loại ma. Nói năm loại thì không có đúng, mà nó là năm trường hợp. Thứ nhất là pháp hành ma. Rồi trường hợp thứ hai đó là tử thần ma. Trường hợp thứ ba là phiền não ma. Rồi ngủ quẩn ma. Rồi tới là thiên tử ma. Ok, để biết cái chuyện ma trong kinh điển Pali nó có năm năm trường hợp. Pháp hành ma nghĩa là sao? Cái pháp hành ma có nghĩa là tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Tất cả mọi hiện hữu trên đời này là khổ. Dù cho chúng ta sinh ra ở cái cảnh giới nào, ở cái cảnh giới mà có đủ năm quẩn, thí dụ như ở khổ dục, hoặc là sinh ra ở cảnh giới mà chỉ có một quẩn thôi, tức là cõi vô tưởng, chỉ có sắc quẩn thôi. Rồi chúng ta sinh lên cái cõi vô sắc, thì đó chỉ có bốn cái danh quẩn thôi. Thì dù sinh ra ở cõi nào đi nữa, hãy có danh sắc, có danh sắc, có năm quẩn thì tự nhiên là mình phải chịu cái cảnh sinh già đau chết. Rồi bởi vì cái cảnh người, nếu mà ở cổ dục thì nó còn lòi ra nhiều chuyện lắm. Ở dưới trẻ này thì họ chỉ già theo cái kiểu chân đế thôi. Còn dưới đây là có cái kiểu mà lo âm khổm, rồi linh cộng má, hớp da, ngăn, mệt mỏi, hôi. Nói chung là hãy có cái danh sách là nó có khổ. Cái danh sách nó có một cái tên gọi khác, đó là pháp hạnh, là pháp hữu vi. Pháp hữu vi, hãy ngày nào có phải có một chút dấu vết của hiện hữu thì ở đó nó có sự xâm và diệt. Cho nên bản thân cái pháp hạnh nó có hai cái điểm đặc biệt, một cái là do duyên mà có, hai là đã có thì phải mất. Nhớ cái đấy, được gọi là pháp hành ma là như vậy, nghĩa là chỉ là tất cả mọi hiện hữu mọi hiện hữu đây. Mà tại sao nó gọi là pháp hành? Pháp hành ở đây nó từ cái chữ sankhara đó, sankhara. Mà nó từ cái động từ là sankharati, có nghĩa là cái sự xây dựng, để khi mà mới thành đạo đó thì Đức Phật ngày có cảm thán, một cái cảm hứng, một cái câu kể rồi: lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, đều mấy bánh cũ bình xoay lối về. Hỡi này anh thợ nhà kia vui mè kêu cọt gãy liền nát tan đó. Đó là cái bài thơ, theo tôi thì cái bài thơ hơi như thơ mộng, nhưng mà nó không có sát, không có sát với cái câu nguyên thủy của Đức Phật. Cái câu nguyên thủy của Đức Phật là trong bao nhiêu năm lang thang luân hồi trong nhiều cõi, thì ta chưa tìm thấy được cái căn cội, ta chưa tìm thấy cái gương mặt thật của cái gọi là sanh tử trầm luân. Bây giờ ta thấy rồi, ta đã nhìn thấy cái anh thợ mà đã ra công xây dựng cái ngôi nhà sanh tử cho ta là ai, nhưng mà ảnh như thế nào. Thì cái đời sống này theo có nhiều cách nói, mà trong đó có một cách Đức Phật ví dụ giống như cái ngôi nhà mà nó được xây dựng bởi nhiều thứ nhân duyên, chỉ vậy thôi. Còn nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là một chiếc xe, một cái máy computer, nó được lắp ráp bởi vô số những cái linh kiện, những cái thiết bị. Rồi đó là cái nhà, là cái xe, như vậy thôi. Mà cho nên thứ nhất gọi là pháp hành là đó là mọi thứ do duyên mà có. Thứ hai là đã có rồi phải mất. Chính từ từ hai đến nay nè, nó được gọi là pháp hành ma. Cái thứ hai là tử thần ma, có nghĩa là chúng ta biết cái chết đó, cái chết cũng được gọi là một thứ ma. Thứ ba là phiền não ma, có nghĩa là chúng ta biết là hệ còn tham sân si tà kiến mạng não thì dĩ nhiên nó còn chi phối mình, nó làm cho mình khổ lên khổ xuống, chết được. Bây giờ chưa nói đến cái khổ lâu quả, có nghĩa là mình làm nghiệp bất thiện rồi mình mới bị sa đọa, rồi bị đói, bị lạnh, bị bệnh hoạn, bị tra tấn tù đày, đánh đập hành hạ, tác đại tội lực vân vân. Thì khoan lẽ nó chỉ riêng cái chuyện mà tham sân si mà nó xuất hiện là bản thân người phạm phải khổ rồi nha. Chưa nói đến quả khổ, vậy đó cũng nhân thôi, vậy đó cũng nhân bất thiện là đã khổ rồi nha. Cho nên ở đây đó,
phiền não nó được gọi là ma là vậy đó. Thứ nhất là ngay lúc nó xuất hiện là mình đã khổ, và cái quả xấu mà nó đem lại cho mình cũng khổ. Rồi cái thứ tư là ngũ quẩn ma, chúng ta biết là ngũ ma nó giống như pháp hành ma vậy đó. Có nghĩa là hễ còn có sắc thọ tưởng hành thức thì còn có sanh già đau chết, còn có bị sầu bi khổ u não, còn có cái chuyện muốn không được thương ở xa lét bao giờ vân vân vân. Đó là ngũ quẩn ma. Rồi cái thứ năm đó là thiên tử ma, đây là cái tên gọi của cái vị trời mà chủ quản, cái vị thiên vương chủ quản cái cõi trời dục giới cao nhất. Chúng ta biết có tổng cộng là 30-30 cõi. Ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm, cõi thì nói cho vui thôi, chứ không có nhiều cõi này để là để phân biệt cái chỗ nào cho cái đời nào. Thật ra nó 31 cõi, trong đó mình phải trừ ra hết 47 nữa, 43 là 7. Nó 31 cõi thật ra đó, là chúng ta phải trừ hết, là 31 và trừ 7 là còn nhiêu nè. Chúng ta còn lại là 20, 24, hả? Còn với đúng là chỉ có 24 cõi thôi nha. Chỉ có 24 cõi thay vì 31 như ta vẫn nghe. Đó, ta mới nhớ được. Chứ nói cho xuyên thì nó 31 cõi, 31 cõi thật ra là có 31, có 24 cõi thôi. Là vì sao? Tôi nói sẵn cái nhịp bài kìa, nói về cái phẩm ác ma này nè, thì tôi nói luôn. Tại sao mình nói là chỉ có 24? Là bởi vì mình nói bốn cõi đạo xứ, chứ làm gì có bốn cõi đạo xứ. Hả? Điện không? Đúng, có cõi riêng. Nhưng mà ngạ quỷ là không. Nha. Ba cái loài đạo xứ còn lại thì không có cõi riêng, nhớ nha. Đúng rồi, còn lại là không có cõi riêng. Nhưng nhà quỷ đó thì nó ở đâu? Nó ở trên cõi tứ thiên vương một số, nó ở cõi người một số, nó ở địa ngục một số, chứ ngàn cõi không có cõi ngạ quỷ nha. Không có cõi ngạ quỷ. Đi trong chú giải Tạng Luân có nói rõ là trên hành tinh mình, là trên đất mình nè, nó có những cái vùng hoang sơn giả lãnh, hoang sơn giả lãnh, những vùng hoang vu. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta và bên Trung Quốc nó có một cái mà lát nữa là do đường nghe nha. Đây, ở vùng là vùng Tân Cương ấy, nó có một cái vùng, nó có cái vùng sa mạc tên là Mô Huy Trình, tức là cái Mô Huy Trình người Tàu kêu là Mô Huy Trình, nhưng mà người Việt Nam mình gọi là ma quỷ thần. Thì dĩ nhiên tôi nói cho kỹ nha, tôi chỉ ví dụ thôi. Thì đừng theo các nhà khoa học và định họ giải thích thì do nhiều cái điều kiện, do nhiều yếu tố như thổ nhưỡng, đất, rồi gió, rồi cát, ba thứ này nó cộng lại nó mới tạo nên cái hiện tượng, tức là ở đó cứ mà đêm xuống, ban ngày thì không, mà cứ ban đêm xuống đó là du khách chỉ có nước là chết điếng với những cái âm thanh mà gọi là ma hồn quỷ khóc ở đó. Cái vị vào ở trong YouTube bắt cái gì Movie Sen cũng được nha, hoặc là vào ở trong Google, đó là một cái vùng sa mạc gọi là cực kỳ là khắc nghiệt và hoang vu nha. Rồi cứ đêm xuống mình nghe những tiếng rào khóc, phải nói là kinh hoàng, tiếng chó tru, tiếng trâu nó rống, mà tiếng người rên khóc mà ai oán, mà não ngùng, mà hãi hùng dữ lắm. Thì các nhà khoa học thì họ chỉ nói là cái đó là do những cái hiện tượng, nó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thôi. Nhưng mà tôi phải nói là trong chú giải lục tạng thì nói là trong cái cõi người của mình, nó trên trái đất này nó có những cái vùng mà tập trung mấy cái âm thanh ngạ quỷ của tôi nha. Rồi có một số người anh đi lang thang, anh đi lang thang ở trong mấy cái xóm nhà, anh kiếm đồ ăn, cái đồ dơ anh ăn cái gì hết, anh kiếm ba cái phẩm nước đàm, rồi mũ máu, bộ bông gòn, mà bệnh viện, ví dụ như cái loại đó anh phải mê đó lắm. Rồi anh ăn có những cái loại đó đựng với cái gì á là thành lửa, rồi còn có cái loại nó đựng với cái giống gì đó, nó đều thành đồ dơ hết á. Rồi có những loại nó không kịp, cái khổ nó không phải là nặng do đói, mà nó khổ do lửa đốt. Rồi có loại nó có những anh nó khổ là do một cái hình phạt nào đó, đi đâu có
cũng có búa, cũng có mấy cái búa đi ra nó gõ coi như là liên tục và thường trực nha, tự nhiên. Và sẵn ở đây tôi nói luôn cái chữ tê tác cũng sáng là chữ khó nghe, lạc đều nhất định cho nó có cái động, thường được dịch là ngạ quỷ nha. Chữ tê tác nghĩa là người chết, người quá vãng, nó chứng có gì hết nha. Chỉ cái chữ tê tác là người quá vãng, nhưng mà qua mấy anh Tàu Trung Quốc của tôi đó nghe, nó dịch là ngạ quỷ. Chữ ngạ là sao? Chữ ngạ là anh biết cái chữ bộ thật bước một trước, rồi phía sau là chữ ngã, ngã là trâu nha. Chữ cái trước là chữ về là bộ thật, thì hai cái này nó cộng lại là nên là chữ ngạ. Thật nghĩa là từ ăn á, thật là ăn, mà ngã là tơ, mà hai chữ này nó cộng lại nó thành ra chữ ngạ. Ngạ có nghĩa là đói, ngạ có nghĩa là đói, chỉ vậy thôi. Rồi nói tới ngạ quỷ là người ta cứ nhớ nhiều là mấy cái loài quỷ đó, mấy cái con mà nó không có đồ ăn mà nó đi vật vơ vất vưởng như là chỗ kia. Chứ thật ra đó thì cái ngạ quỷ mà bị đói, nó chỉ cái đói của loài ngạ quỷ, nó chỉ là một trong vô số cái khổ hình mà cái loài này chịu thôi. Ví dụ như mình đơn lực ghi rõ đó là có những người mà hồi sống mà sát sanh nhiều quá, thì khi mình chết đó, thì họ có thể, nếu mình nặng nghiệp nặng họ có thể đi xuống địa ngục, còn nhẹ một chút đó, họ có làm cái loài ngạ quỷ. Thì là khi mà họ làm cái loài ngạ quỷ đó rồi, họ mang một cái hình dáng kỳ hình dị tướng, và họ đi đâu là cũng bị những hình phạt tự có, chứ không ai hành hạ hết. Ví dụ như là đi đâu tự nhiên có mấy cái búa, mấy cái dao nó cứ xuất hiện, mấy cái bầm họ một cách tự động automatic kìa, tự động nó xuất hiện. Và có những cái loài nó hình dáng nó là một cục thịt, nó đi đến đâu nó con chim, nó con quạ, nó con diều, nó như thế, nó mổ nó ăn. Rồi là trong đó có những ông quan mà tham nhũng, trong lực nó rõ, nó hối lộ rồi xử án oan, xử án sai cho người ta á, rồi những gian phu dâm phụ á, những cái con mà bất hiếu nghịch thiên bội địa á, rồi những cái thứ lừa thầy phản bạn á, thì tất cả những cái thứ đó là nặng á thì xuống địa ngục, mà nhẹ vẫn làm mấy cái loại này. Mà còn cái hình thức mà chịu khổ thì nó vô số chứ không phải chỉ có đói không, tại phải chỉ có bị lửa đốt không, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Ngay cả Bồ Tát đã được thọ ký rồi vẫn có thể vì một cái ác nghiệp nào đó mà sanh làm ngạ quỷ. Tuy nhiên Bồ Tát đã được thọ ký rồi chứ không bao giờ làm cái lời quỷ đói, nên sẵn nhớ luôn nha, nhớ chỗ này. Của những cái Bồ Tát đã được thọ ký rồi thì không có làm cái lời ngạ quỷ đói, có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm mà bị lửa đốt rồi bị dao đâm kiếm bầm như thế, chứ còn mà không có bị cái trường hợp mà bị đói, thì ngài cái ba la mật của ngài, cái bố thí ba la mật nó không có để cho ngài cái sanh làm cái loại này. Với hai nó ngạ quỷ mà đói đó là sao? Là bởi vì khi nào cái người đó họ là ngạ quỷ thì do người bỏng sẻn kìa, chứ còn Bồ Tát được thọ ký thì không có cái vụ đó. Cho nên Bồ Tát được thọ ký đó là coi như là ngài có một cái miễn tử kim bài đối với một số cái cảnh giới. Thí dụ như ngài không có làm người nữ, ngài không có làm cái người mà phức, người làm cái người mà mơ hồ về giới tính, ngài không có làm cái loài mà mọi rợ bán khai mà trong rừng sâu núi thẳm không biết gì hết. Cái loại người mà cách xúc vật chỉ có 1cm thôi đó thì không. Bồ Tát được giải quyết thì không có sanh được ở vô tưởng, vô sắc, vân vân. Thì đại khái là như vậy. Thì trên cũng nhất là thứ hai là bàn sanh làm gì có cổ riêng. Bàn sanh nó cũng tức là súc sanh á, súc vật á, chim muôn mà thú vật nói chung không có cổ riêng. Rồi cái thứ ba là Atula. Atula đó, mình nói ẩu mình nói có cổ Atula chứ không. Atula có hai loại nha. Hai loại Atula. Nghe tâm không? Hai loại Atula. Atula thiên. Nghe. Là biết Atula thiên là thuộc về cõi gì của ta lại, nhưng mà sống dưới cái đáy núi Tu Di, điều kiện sinh hoạt y hệt cõi ta lại, có thể chứng đắc đạo quả. Cái loại đó gọi là Atula thiên. Cái loại thứ hai đó gọi là Atula đọa. Atula đọa thuộc
sống ở địa ngục hả, rồi cõi người hả, rồi tứ thiên vương đó. Chúng ta biết có một số cái dân tộc trên thế giới này đó gọi là dân tộc, chứ thật ra nó không có đất nước. Các vị có biết cái đó không? Không có đất nước riêng. Thế nhưng mà thấy những cái dân tộc thiểu số chẳng hạn như dân Ede, Mông, Gia Rai gì đó, cái dân đó thì nó có tiếng rồi, có tiếng là dân tộc này, dân tộc kia, chứ nó không có đất nước riêng. Và có những cái xứ, có những cái dân tộc đó, mình nói là người này người nước này nước kia, thật ra nó ra như người nói người Mỹ vậy, thật ra nó đâu có làm gì có người Mỹ. Người Mỹ ở đây là do là người cha mẹ ông bà cố tổ là người châu Âu, chứ nói về nhân chủng học đó, thì vốn không có cái dân nào là dân Mỹ, dân Canada đó. Dân Canada, dân Mỹ mà nếu mà có đó là dân bản xứ, dân native, cái dân bản xứ, chứ không có cái người Mỹ mà da trắng như mình bây giờ đó là không phải nha. Chứ còn đó là từ cái vẻ ngôn ngữ, cái Canada như Mỹ chẳng hạn thì không có ngôn ngữ riêng, chỉ có dân bản xứ nó mới có thôi nha. Dân bản xứ mà mấy cái tiếng đâu ai nói đâu, mà cái tiếng mà phổ thông mà nói ở Canada với ở Mỹ là chỉ có ở Canada là âm pháp của Mỹ là tiếng Anh, nhưng mà nói lâu ngày thì nó kêu là American English, tức là tiếng Anh mà nói thì cái giọng Mỹ như vậy thôi, chứ không có. Ở đây anh là y chang vậy đó, ảnh được kể là một cái là đại sứ, nhưng mà anh không có cái khẩu riêng. Anh không có cái khẩu riêng, anh không có cái khẩu riêng, nhớ nha. Cho nên trong nó bốn là đại sứ thật ra thì không, bốn là đại sứ thật sự thì chỉ có một cái địa ngục cũng có khẩu riêng, thứ ba cái là kia nó không có khẩu riêng, nó ở kế hàng ta. Nó được gì? Nó được Việt Kiều á, nó được dân Việt Kiều, nó được Việt Kiều bài á, nó được khúc ruột ngàn dặm của mấy loại kia thôi. Rồi nói rằng có bốn khổ công sắc, mình nghe bốn khổ công sắc mình nghe quen tai rồi, có gì chứ mình ngồi mình ngẫm lại đó, nó vô lý cực kỳ. Đã nói vô sắc có nghĩa là vô hình vô tướng, mà đã nói vô hình vô tướng thì anh có cõi làm gì, cõi anh nằm ở đâu, có một cái nghe chuyện không? Các vị có bao giờ biết, có bao giờ có người thấy thắc mắc cái chuyện đó không? Rồi sao khẩy tay trâu có nghĩa là đã bốn cái vô sắc mà nói cho vui chứ làm gì có. Bởi vì phạm thiên mình nói phạm thiên vô sắc, cái nghe cái chuyện phạm thiên sắc là nói diện thôi, chứ ở trong đó nó chỉ có danh, nó chỉ có cái tâm thôi, chứ nó không có hình tướng. Thì hỏi thì chứ nó cần cõi là cái gì? Cõi thì mình nói mình cần có cái nhà, là nhà cho thằng Tèo nó ở, cho má thằng Tí nó ở, ví dụ như vậy. Còn mình đâu thể nào mình nói cái nhà cho một cái làn khói, cho một cái tia sáng nó ở được. Mà cái tia khói thôi, cái là hay là cái làn khói ở tia sáng nó còn vượng vượng được. Nhưng mà cái phạm vi vô sắc thì không có cái gì luôn nha, không có ai. Nhưng mà coi như là cách một cái nhà để chứa những cái hồi ức kỷ niệm mà không có bổ độ vật gì trong đó, thì tôi biết là không có, chứ không muốn làm đó là ok. Cho nên thế là ở đây đó là mình thấy 31 cõi mà mình trừ ra cái gì, trừ ra 4 cõi vô sắc là không có này. Cái bốn đại sứ là chỉ có một địa ngục có cõi thôi, như vậy thì ba kia không có cõi. Như vậy tổng cộng là nói 31 mình trừ 37 còn lại 24, nhớ nha. Ok, thì ở trong 31 trong 24 cõi đó thì dục giới đó, nó gồm có bao nhiêu? Tôi đang nói cõi trời nha, nó gồm có 6 cõi dục thiên, có nghĩa rằng là 6 cõi trời dục giới đó thì cái cõi thấp nhất là cõi tứ thiên vương. Thấp nhất cõi dục thiên thấp nhất là tứ thiên vương, sống được bao nhiêu? 500 tuổi trời, tương đương 9 triệu năm nhân gian. Một ngày đêm ở đây tương đương 50 năm cõi người. Rồi cái cõi dục thiên thứ hai, cõi dục thiên thứ hai là đau lại sống được 1.000
đời. Tương đương với 36 triệu năm mỗi người. Một ngày đêm ở đây bằng 100 năm cõi người nha. Rồi cứ vậy mà mình nhân lên. Ở Dạ Ma rồi đấu xuất chỗ Bồ Tát ở đó, rồi hóa là thiên để rồi tha hóa tự tại. Đó, từ từ đó trở lên đó, thì thí dụ như Dạ Ma đó thì là mình cứ làm hai cái bọc dọc như vậy nhớ. Ở Dạ Ma họ sống được 2000 tuổi trời nha, 2000 tuổi trời mà không biết ai biết nhanh biết dùm quả là biết thôi. Ở trong Dạ Ma họ sống được 2000 tuổi trời mà cái một ngày đêm ở đó đó thì nó bằng 200 năm của người nha. Rồi đấu sức thì nói chung là cái số tuổi trời nó có gấp đôi, và cái thời gian mà so với cõi người nó cũng gấp đôi. Nói chung 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 cái ngay vậy thôi, cái số tuổi trời nó gấp đôi. Dạ, ví dụ như mình thời hình mãi từ cuối thì biết cái đại loại đó cho quý vị là mẫu. Thì cõi ở cõi đại loại đó cái tuổi trời là nó là 1000, thì cái cõi Dạ Ma đó cái tuổi trời nó là 2000, thấy chưa? Rồi rồi qua mấy cái thời gian ở cõi dài cõi đại loại đó, một ngày đêm ở đó đó thì nó bằng 100 năm cõi người. Thì ở cõi Dạ Ma đó một ngày đêm ở đó nó bằng 200 năm cõi người. Thì trên đâu đâu xuất cũng vậy, trên đâu xuất thì nó sống được 4000 năm tuổi trời, thì một ngày một đêm ở đó nó bằng là 400 năm cõi người. Cứ bị thấy cái con số không, ở mỗi cõi là tuổi trời có được 2 con số, ít 3 con số chứ. Tức là tuổi trời là bao nhiêu rồi không cần cái năm cõi người mình không cần tính, tại vì cái đó tự mình tính ra 1000 năm tuổi trời và một ngày đêm ở đó thì nó bằng bao nhiêu. Chết rồi cái vị là mình ghi dùm được không có tự có việc nghiên cứu sao nha. Thì cái cõi cao nhất á, cõi dục thiên cao nhất của ác ma đó, sống được bao nhiêu? Sống được 9 tỷ hả? 216 triệu năm nhân loại. 1600 năm cõi người chỉ bằng một ngày đêm ở đây. Mà chính khoa học hôm nay cũng nhìn nhận là đi càng xa ra bên ngoài đó, nó có những cái vì sao, có những cái tinh tú mà cái thời gian ở đó nó không có ngắn như mình ở đây mà nó dài hơn. Vì nó rất là khoa học nha, cái này khoa học chứ bình thường thôi. Nó có những cái hành tinh, có những cái ngôi sao mà ngày đêm ở đó nó dài hơn mình. Thì bên tôi chỉ nói là ở đây tôi chỉ nói là cõi dục thiên cao nhất thôi của ác ma đó. Thì cái cõi này do ác ma làm vua, còn cõi đau lại là do đế thích làm vua nha. Thì cái cõi này là nó sống được 9 tỷ 216 triệu năm nhân loại, tức là 1600 năm của người nó chỉ bằng ngày đêm ở đây thôi. Dạ. Thì ác ma là cái nhân vật mà phá Đức Phật chứ với chư thành tăng mà liên tục á, và ông chính là vua ở cõi này nha. Rồi trên cõi này là cõi phạm thiên thấp nhất, trên cõi này đó là cõi phạm thiên thấp nhất, tức là phạm thiên sơ thiền nha. Thì cái theo cái luật trời đó là bao giờ cũng vậy, ở trên thế gian này nó luôn luôn nó tồn tại, mỗi thứ nó đều tồn tại hai thứ đó là ví dụ như có sáng thì có tối, có cứng có mềm, có trắng có đen, có cao có thấp, có bập có ốm, có đẹp có xấu, có nam có nữ, có ấm có dương, có nóng có lạnh, có trăng có sao, có trời không có trăng, mặt trăng mặt trời, vân vân nha. Thì phải có thiện thì phải có ác, mẹ có đức Phật thì phải có ác ma,
có điểm đặc biệt như vậy. Hãy có chim phạt đó thì phải có Ma Dương. Thì Ma Dương là cái ông thần mà ông thiên vương mà ông làm sếp ở cái cõi dục thiên cao nhất rồi này. Cái ông này đó trong kinh Đức Phật này dạy đó là đây là một cái nhân vật mà có nhiều cái power, có nhiều cái quyền năng, có nhiều quyền lực, có thể chi phối một số phạm thiên dễ sợ như vậy, thể chi phối một số phạm thiên mà muốn sanh về làm cái nhân vật này là phước báo kinh hoàng lắm, phước báo dễ sợ lắm. Cho nên là tu thì cứ tu mà làm ác thì cứ làm ác. Cho nên muốn sanh về đây nó khó hơn là sanh về làm địa thích ở điểm nào. Thứ nhất, vua ở chỗ này là phước phải nhiều rồi, mà đâu quên cái tấm người phải xấu, nó ác cái chỗ, nó kẹt cái chỗ này, cái người nó phải tấm thiệt lệ là xấu, thật là hiểm độc, mà phước báo phải thật là nhiều thì mới sanh làm ác ma. Mà cái việc tưởng tượng đó, hễ mà tấm mình xấu thì làm sao cái cửa ông đi lên được. Cho nên nó phải vào cái thời điểm đặc biệt nào đó mà coi như cái ác nghiệp đó không có chen vào, nó trả quả được, thì ngay lúc đó đó cái người mà đại phước ngay nè họ mới xong rồi đó làm ác ma thiên tử. Cái không biết tôi nói các vị có nghe chuyện không, cái làm ác ma nó khó rồi đó, có nghĩa là một con người phải là gian ác hiểm độc mà phải là bậc thầy á nghe, rồi mà phước báo thì phải nói là hạng nhất cái trong thiên hạ. Thí dụ như bây giờ tôi nói với tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói tôi gặp cái đời tôi cũng còn phàm, mà tôi cũng có người là tôi ghét, cũng có người là tôi thương chứ, mà tôi thấy cái người mà tôi ghét đó, mà họ giàu có sung sướng tôi không có sợ, mà tôi sợ nhất là cái người tôi ghét họ làm phước đó. Bởi vì cứ nghĩa là đời sau sinh ra là lên là ở dưới họ đó, đó là cái người mà mình phải bận tâm. Ví dụ như mình thấy người Saddam Hussein nè, Gaddafi nè, rồi Mao Trạch Đông nè, rồi Fidel Castro nè, biết bao nhiêu người ghét cái ông mà tại sao nó không chết. Và dùng cái thứ mình càng độc tài đến càng cộng sản cái nào nó sống dai dữ dằn lắm, sống dai dữ lắm, là bởi vì đó là cái nhầm cái kiếm nó hưởng phước và thêm nó do cái người của chúng sinh khác. Cái người mới nói cái người kia là họ phải hưởng, người ta chịu cái cảnh mà đè đầu đè cổ người ta, mới dịch cho nó sống lâu lắm, sống cho nó sống thì mỏi mòn, nó sống lúc hết cái đường luôn. Có người ông sống ở Việt Nam mình có nhiều cái tay mà coi như là cán bộ lão thành đó, là coi như là ngồi mỗi dịch vụ mấy chục năm mà tới hồi mình sống lâu đến mức một con mắt hết cái đường mà cũng chưa chịu chết. Ác thì ác ma là phước rất là nhiều, nhưng mà cái tánh nó chỉ là ác, mà có một lúc mà nó mình nhầm ngay một cái thời điểm tích tắc nào đó mà coi như là không có cái lời lúc tích tắc nào đó mà cái ác nghiệp nó không có phát huy được cái nó không có cho mình, nó không có trổ quả đó, thì người này mới có cơ hội cầm lấy cái phước của mình mà đi về làm ác ma thiên tử. Phải nhớ cái đó. Cho nên có nhiều người anh em mà mình nói người có phước đức, chứ chúng ta phải nhớ kỹ chỗ này, có người có phước có đức, cái này dễ sợ lắm, rất là dễ sợ. Có nghĩa là họ thí dụ họ gặp được Đức Phật, họ trong một giây phút ngắn ngủi họ thương quý nhà cúng dường như ngày một bữa cơm, mà đôi khi cái tấm tình của họ là cực kỳ cà chớn, cực kỳ buông manh, cực kỳ là du côn, cực kỳ dễ ghét, cực kỳ là khó ưa, nhưng mà do họ lỡ tay họ cúng dường Đức Phật. Trong kinh nó chỉ cần một trái cà trái ớt, một củ khoai củ sẵn thôi, là cái phước mà họ sinh ra là họ làm cố nội của thiên hạ nha. Mà cái tấm được coi như là ngửi con vô nha, cái đó chết cha rồi đó. Nó ở nữa người đó, cho nên có những cái tai mà nghe mình thấy nó cũng trì giới, nó cũng hành tiền, nó cũng bố thí, mà cái tấm thì xấu vô vàng, em người đâm rồi này người chọc rồi kia, nên cho thiên hạ đại loạn, mà tới về trùm mền mà nằm mình cười khúc khích, thấy nó dễ sợ lắm. Rồi tới mà mai rồi lại nó trổ lắm, cái ác nghiệp nó trổ rồi nó gì cái thứ mình là nó giá là phải thôi. Nhưng mà cái ớn nhất là cái phước nó nhiều, nó sinh ra nó nữ thì nó làm cái như võ tắc thiên, nó làm từ hy thời hậu đó, nó cũng chết, người ta gọi là Catherine của Nga, là đặt nó mạnh lắm nha. Cho nên nó tạo phước và tạo đức là vậy đó, có nghĩa là tấm phải sửa, cái gì thấy xấu phải bỏ, tấm ganh tị nhỏ mọn, tấm nóng nảy cực đặc phải bỏ. Rồi bên cạnh nó còn bố thí trì giới tham thiền nữa, thì sanh ra nó vừa có phước vừa có đức, mình ngồi ở ngôi cao cử ngũ, không làm khổ mình cử người, còn dần có thứ mà nó chỉ có nó làm một hai lời phước mà nó tánh xấu nó không chịu bỏ rồi là đại họa cho thiên hạ. Nên cái người mà thấy được cái này nó họ sợ sanh tử rồi. Mà tại sao họ sợ? Là bởi vì họ thấy rõ ràng trên thế giới này cái hạng này nhiều lắm, cái thứ là đi chùa đi miễu làm phước mà tánh xấu không bỏ đó,
quý này nó là chỉ có chết cho nó thôi nha. Nó nên nó làm ông vàng đại chúa là mình chỉ có nước mà cắn răng chết cho nó thôi. Cho nên mình nhìn mình thấy cái tình hình mình đã xong rồi. Mà mai nãy trong trưa cái đó mình nhìn thấy ống mà mình nhìn nhiều cái đại mà mình thấy cái đại mình thấy nó làm phước bao nhiêu lòng mình rầu bấy nhiêu, mình nhìn mình đoán là được nó chắc cha tấm bà đây là nó làm phước kiểu này đó. Mốt mà không làm hoàng hậu thì bé thì cũng làm nữ hoàng, hoàng hậu, nữ chúa, nuôi quận chúa, công nuôi là chết. Cái tấm mình ra này thế mà cho bữa nay mình đã giữ giới thì hành vi kiểu này mà tấm trẻ trời ơi cái này con mốt phải làm vua là chết chết chứ phải cái nha. Thì ra tôi giảng rồi hết cái phẩm này mới được phẩm phẩm mà nha. Thì cái ông thần mình có đưa là cái nghề của chàng là gì, ăn rồi cũng đi kiếm mấy người tu hòa khá là ác ma nha. Mà cái độc đáo đó là hồi nãy tôi có nói rồi, cái ác ma này sau người này sẽ thành công. Ác ma này cái ác ma khác là tôi không biết nha. Thí dụ như ngày một viện liên ấy, thì trái đất mình có năm vị Phật, thì cái vị Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Trâu có các cú sanh này. Các cú ngủ sanh nữa thì tạo âm là Cù Lưu Trâu. Thì cứ bị mặt mình đầu tiên trên trái đất mình, thì mình cái trái đất mình hoại thì nó xuất hiện cái đất khác. Cứ nhớ như vậy là nó có vô lượng cái vũ trụ mà cứ nó cứ thành trụ hoại gì như vậy hoại, chứ không phải là chỉ có một trái đất này. Thì trái đất này là thì được có năm vị Phật, có nhiều trái đất thì không có vị nào hết. Cái trái đất là có 2 vị, 3 vị, 4 vị, 5 vị là maximum. Để có những trái đất không có vị nào hết. Thì cái trong cái thời gian mà vị Phật đầu tiên mà ra trên đề trên trái đất này này, thì coi như là nhà Bụt Viện Liên là ác ma. Trời ơi, người phá mà người phá đạo mà coi như nó là tan nát, tan nát. Người phá thì có độc chiêu lắm, ví dụ như là ngày dùng thần công á, người quá hiện ra những cái ông sư mà coi như nó mà tự dùng thần công người tạo ra những cái ông sư mà mặt mày sáng sủa, ăn nói dung dương, ngồi ở trên mây á, ngồi trên đọc cây có, ngồi đọc mây, ngồi trên mặt nước rồi thuyết pháp, rồi mặt mà nó sáng sủa, ngon lành như là tài tử vậy đó. Đang nói như như mà thần thông hào quang mà tùm lum hết trời, bà con nó nuôi là nó cúng dường thôi, đạo phát triển quá trường quá đất, rồi chùa to tượng lớn là làm cái đà để nó cúng dường quá trường quá đất, cho nó xuống chìm đắm như là xong rồi còn chuyển rồi ông trở thành ra. Ông đừng mà thân hóa vậy là những ông sư mà đầy hầy bê bối bê ta say xưa bạc bàn bè bê bác đi mà đường mà có ăn nhậu chửi bê đạo lực cái cư sĩ ô đạo trong lớp mắt đừng mà thân là nó trung lỏng, chứ là ông làm cái gì cho cái đạo mà coi như nó thành đâm nó lỏng lạnh nhậu người liên phá như vậy. Và cuối cùng nó là lần ngày cuối cùng của ngài đó là ngày khiến cho một đứa bé nó dùng cái đá liền vô trúng bể đầu của một vị mà đệ nhất kinh văn của Phật Cù Lưu Trâu, cái đền tương đương là ngày sau là Phật của mình á. Thì khi mà hẹn Đức Phật các cái sân bái là đi báo với cái vị đệ nhất kinh văn đó đang đi như vậy, thì có một đứa bé nó bị ngày một liên nó dùng thần thông để ngày một liên nó lạc ma thân tử mà dùng thần thông khiến cái đứa bé đó nó liền nó được một đá rồi bể cái đầu vị đó. Thì lúc đó Đức Phật Cù Lưu Trâu ngày đang đi phía trước cái luyện trúng người đệ tử ngày rồi đó, ngày nó dừng lại, ngày xoay nguyên người lại ngày nhìn đứa bé rồi ngày nói rằng ác ma vừa tạo một cái trọng nghiệp, ngày chỉ nhắc nhở như vậy thôi, nhưng mà do cái nghiệp nó nặng quá Đức Phật cứu không được. Thì ngay trước mặt Đức Phật Cù Lưu Trâu thì ác ma tức là ngày nó liên lập tức lìa đời và xâm thẳng xuống địa ngục, không có cần qua binh, không có cần coi như là check in, không có cần check point gì hết, đi thẳng như luôn ha. Nhớ cái đó, ác ma nó phá vậy đó. Cho nên ở đây cũng vậy, trong kinh nói là từ lúc mà thái tử Tất Đạt mà chào đời ở Kapilavastu là ông thầy của tôi, là ông kêu theo ông dòm rồi, ông theo ở đứa bé thì nó lớn lên làm sao mà ông rình riết rồi cho đến năm ngày 29 tuổi ngày xuất gia, cái đêm đó ngày đang đi thì cởi ngựa rồi đi đó, nói là ác ma hiện ra chặn đường, nói rằng ngày trở về phải làm chuyển luôn muốn kêu, thì nói xong cái đó hai tầng, cái tầng không cần mà đi luôn hả. Rồi thì mình đi vào trong rừng nên là thôi em đi theo, nó nhắc nhở nó suối dại không, nó suối tội chỉ tầm bậy không. Rồi cuối cùng
thì khi mà ngài thành Phật, Thái Ma cũng theo dõi ngài. Với cô trong chú giải nó nói là theo dõi thầy cô, ngài có cái lỗi lầm nào trong tam nghiệp theo ngũ hay không, thì mà giống như là cái tố giác này đó, chỉ thích này cũng như là điểm này. Nhưng mà dĩ nhiên suốt cái thời gian 7-6 năm của anh ngài không có lầm lỗi, từ khi ngài thành Phật thì càng thanh tịnh. Thì lúc đó ma nó xuống theo dõi cái mà hình, tại sao nãy tôi quý tôi nói, nó nói dài dòng mà bây giờ cho các vị thấy rằng cái án của ác ma nó kinh hoàng lắm. Tại vì một ngày đêm ở trên đó mà bằng 1600 năm của người, có nghĩa là trong cái nhận, trong cái khái niệm thời gian của ác ma đó, thì từ ngày mà Đức Thế Tôn viên dịch đến bây giờ thì chưa được 2 ngày nữa. Bây giờ 2 ngày nó là bao nhiêu, nó là 3200 năm, mà Đức Thế Tôn đã niết bàn được 2500 năm rồi, nghĩa là chưa được 2 ngày đêm. Dễ sợ, có nghĩa là thời gian mà Đức Phật về ngày ngày trụ thế hoằng pháp độ sinh là 45 năm. Thì 45 năm này ở cõi người mà so với cái thời gian mà của ác ma ở trong cõi tha hóa tự tại đó, thì nó chẳng là gì hết. Và chúng ta nhớ vào cái hạ thứ 7 đó, tức là sau khi mà thành loại được 7 năm, Đức Phật ông thuyết giảng mà tại A Di Đà trong cõi trời thì để độ Phật mẫu ấy. Thì thời gian 3 tháng cõi trời, nói 3 tháng cõi người nó chỉ bằng có non 4 phút ở trong cõi trời thôi. Nếu mà nói theo đơn vị thời gian của mình thì non 4 phút, có nghĩa là 3 phút mấy thôi. 3 phút mấy ở cõi người, bởi cõi giải cõi đại loại thì nó bằng 3 tháng của mình, đó là cõi đại loại đúng không? Còn cái cõi mà coi như là tha hóa tự đại của ác ma thiên tử đó, thì coi như là 45 năm của Đức Thế Tôn mà con mình tính nhẩm nhanh trong dịch mình cũng có thể ra nữa. Tức là một ngày đêm cứ mình cứ giả định đó, là một ngày đêm là 24 giờ đồng hồ á, thì như vậy 45 năm của cõi người đó so với cõi tha hóa tự đại thì coi như nó chỉ một chớp mắt. Coi như là suốt cái thời gian mà Đức Phật ngài còn tại thế là ác ma coi như là không có làm cái gì hết, gần như là ăn rồi là cứ túc trực, mà thậm chí họ khỏi chắc là ông không cần cái thời gian ăn nữa, tại vì ông cứ túc trực cũng theo dõi ngài, ông phá ông thấy ngài bỏ khổ hạnh nè, rồi ngài thành Phật nè, mà cái tật xấu của ông mà ông xuống ông giúp những chăm chích, ông nói đó cái pháp khổ hạnh nó hay quá trời hay luôn nè, cái pháp đó pháp hay quá sức hay, nó giúp nhiều người ta được thanh tịnh à, cái chuyện thanh niên ở đây đó bằng dịch nó hay kỳ kỳ ha, cái thanh niên mà dịch này kỳ kỳ có nghĩa là cái tuổi trẻ sung mãn, cái chuyện này nó có nghĩa là tại vì cái chuyện ma nó khác. Đó là chỉ cho cái những người mà tuổi trẻ, tại lúc cái ngày mới có 30-35 tuổi thôi nha, thì nó đối với những người tuổi trẻ sung sức đang có nhiệt huyết sống tràn đầy lý tưởng nha, thì đối với những người đó pháp môn của hạnh nó hay chứ, vì mình đang sung sức mà, thì cái pháp mà nó kềm chế bớt của mình nha, mà cái pháp hay như vậy mà ngày bỏ thì vậy quá vậy, tiếc quá tiếc, tu giờ đi ngược đạo là đi ngược cái này, thì ngài biết là lạc ma liền, ngài biết là ông cha này tới đây thì ông xuống dạy như nói tầm bậy thôi, cho nên ngài mới trả lời đó, ngài nói là cái pháp đó nó không có phải là cái pháp hay ho gì đó, lẽ gì hết, lẽ gì hết, tu đại hướng đến giải thoát, hồi tu có hạnh đó thì nó giống như là này, mà có đọc cái sách thiền ngữ lục đó, của Bắc truyền chắc biết hai câu này. Ví dụ như cái chuyện để ám chỉ cho cái gì không có thật á, thì bên ngôn ngữ thiền tông mà lại kêu là lông rùa sừng thỏ, có nghĩa là con rùa làm gì có lông, mà con thỏ thì làm gì mà có sừng, cho nên nó nói cái gì mà không có đó thì bên thiền tông họ có dùng một cái thành ngữ rồi gọi đó là ô, cái chuyện đó là cái chuyện lông rùa sừng thỏ. Còn cái chuyện gì mà khó khăn á thì bên trong ngôn ngữ thiền tông họ dùng cái câu đó là sơn thượng hành thuyền hải để tẩu mã, tức là ngựa phi dưới nước mà chèo thuyền trên non. Mấy bà con mình có ai nghe câu này không? Nếu nói cho đủ á là cao cao sơn thượng hành thuyền thâm thâm hải để tẩu mã, có nghĩa là ngựa thì phi dưới nước mà thuyền thì chèo trên non, mà để chỉ cho cái chuyện khó khăn nha, mà mình không có ngờ
là nó có cái trùng hợp là cách đây 2.500 năm trước thì hành ẩm đó đã được Thế Tôn sử dụng rồi, là nó tu hành á, khỏi cái lợi hữu là khỏi đó rồi, sống một người cấm đầu hưởng thụ là quá tệ rồi. Nhưng mà người nói là nếu mà mình tinh tấn tu hành mà không có môn cổ hành ép sát, mà không có một cái nhận thức gì hết, thì nó y chang như là người ta chèo thuyền trên cạn thôi, thì nó cũng trùng ý với cái cách nói mà đã tôi nói đó, tức là cao cao xuất hiện thuyền á, thâm tâm hay để đậu mã là ngựa phi dưới nước mà thuyền chèo trên non, non là núi đó. Cái bọn là có trong kinh có chỗ cái bệnh tình đó là mình tu ta gặp tinh tấn nhưng mà sai cái phương pháp, nó giống như là một người cố ý nhóm lửa bằng một khúc củi ướt vậy đó. Để các vị có đọc này chưa? Chắc cũng chưa đi. Tức nghĩa là mình có lòng tu nhưng mà tu sai, tu mà không coi là nên là cứ thầy nói làm sao trời nghe vậy là nó đậy trò cũng nghe luôn, tu mà không có nhận thức cứ là làm con chuột đập cho ông sư phụ đó, làm chuột đập thay vì làm đệ tử thì phải làm nô lệ của thầy đó, thầy nói làm sao cũng nghe, không có dám nghi ngờ gì hết. Thì tu như vậy là tu sai phương pháp, mà đã sai phương pháp rồi thì sao, nó giống y chang như một người cố ý nhóm lửa mà bằng cái khúc củi ướt vậy đó nha. Mà mình làm con người có tay có chân mà tại sao đi làm chủ bạch cho người ta làm sao, tại sao mình để cho người ta dùng cái văn hóa chính trị tôn giáo ha, triết học để mà người ta xiềng xích mình làm sao, mình bị cái nghiệp gì mà nặng dữ vậy, mà vui nhất là không có dám nghi ngờ, nó lạ như vậy. Tại sao mình có thể mình thắc mắc, mình nghi ngờ cha mình, mẹ mình, ông bà mình nghi ngờ bạn bè của mình, mà tại sao mình đi mình lại để cho người ta dùng cái chính trị về cái tôn giáo mà ta xỏ mũi mình không dám thắc mắc làm sao. Đó là cái nghiệp nô lệ nhé, là cái nghiệp nô lệ, cái nghiệp kia là chim lòng trả chậu ha, chỉ có cái người mới cái nghiệp đó thôi nha, chứ không ai mình từ từ lạ như vậy hết, không dám nghi ngờ, không dám thắc mắc làm sao. Rồi toàn bộ mấy cái đoạn sau là y chang như vậy, không có giải thích gì hết, tức là ông thầy của tôi cứ quẩn là đi xuống phá cái Phật Thế Tôn, cứ quẩn là chạy xuống. Chúng ta thấy rồi, có lúc thì ác ma hiện thành một con voi thật là to đi xuống để mình dọa Đức Phật, chúng ta thấy rồi. Rồi có lúc có một bài kinh tiếp theo là ông hiện ra những cái hình dáng thì ghê thấy gớm. Ví dụ như mình biết Việt Nam mình có một cái hình thức ma mà nổi tiếng đó là nhiều người kể giống nhau, nó có những chỗ mà nó lộng quá đó, nó phá bằng cách là nó làm cho người ta thấy đánh bên đang ngủ vậy đó, nghe cái bếp là nhìn nó nguyên cánh tay, rồi nhìn cái nó nguyên cái bếp nguyên cái chân, rồi nguyên cái đầu, nguyên cái mình, rồi mấy cái này nó ráp lại đại khái như vậy, phá như vậy đó, phá nhiều cái hình thức. Nhưng mà chúng tôi cũng không sợ nghe. Rồi thì nó có lúc thì nó xuống, một là nó hiện cái này hiện cái kia, còn không nữa thì Đức Phật nói cái gì thì ác ma nói ngược lại, nó ngược lại. Nên cái chỗ mà bà con tự hiểu, bà con nếu mà xiên như con làm biết thì thôi trùm mình ngủ cho nó khỏe đó anh nha. Nếu mà xiên thì dò con có đúng vậy không, tức là mấy cái câu kệ này không có gì mà phải giải thích hết. Ví dụ như một cái loại phước hình quá hiện ra cái này cái kia để mình dọa, mình nhát Thế Tôn. Còn không thì Đức Thế Tôn nói cái gì thì ác ma nói ngược lại, nói chăm chích, nói dè biểu, nói mỉa mai đó. Thì mình thấy y chang thế giới là người bệnh vậy thôi. Có người thì họ rồng cái lưng ra họ giúp chuyên hạ, còn người ăn nó đi phá không nha. Cho nên là cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường nha, cứ ăn rồi đi phá không à. Người ta nó mới vui. Có nhiều cái người đi chùa đó là cứ nghe pháp thì ít, mà cứ lắng nghe chuyện đời này, lắng nghe chuyện đời kia, bắt đầu đi thọ. Thấy người ta mà ghê nha, nó khoái, nó sung sướng, lạ lùng, nha, giống như nhập định vậy đó. Rồi có một cái, để chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, có lúc là hiện hình này, hiện hình kia đấy. Rồi ngay cả cái lúc Thế Tôn mà người bà nằm nhỉ ra đó nha, mà cũng không có để yên như ngày. Chúa còn hỏi cái này, sao ngày còn nằm ngủ? Sao ngày ngủ như vậy như kẻ chết nằm co, rồi sao trời mọc lên cao rồi mà ngày vẫn còn ngủ vậy đó. Phá đủ cách mà ngày đã đi kinh hành suốt đêm rồi, trời rạng sáng nghe, trời rạng sáng ngày luôn mà nằm nghỉ một xíu thôi rồi mà cũng không yên. Giống như có một số phật tử, mình thấy một số người đi chùa chứ tôi cũng không gọi là phật tử, cũng thích chỉ là thích chậm chích. Rồi thì
đúng rồi, có vị ký giờ là kinh bây giờ đang lập tới được kinh Hoan Nghỉ rồi hả, thì tự nhiên thì xuống trước mặt Đức Phật ra rồi nói có con á, cha đó có người người được người cha sung sướng là nhờ con, người chủ bò thì sung sướng là nhờ có bò hả, còn người mà có cái thâm sanh tử thì sung sướng nhờ cái thâm sanh tử cái nhà sanh đi đó, còn hỏi không có thâm sanh tử thì lấy gì mà vô thì sung sướng. Thì Đức Phật biết là ác ma nói ngựa rồi đó, thì ngài mới sửa lại mà nói là cha như cha mẹ thì khổ gì con cái, cái có bò trâu gia sản thì khổ gì bò trâu gia sản, mãi người còn có cái danh sách năm quẩn 12 xứ 18 giới thì lại còn khổ gì những cái đó. Rồi cứ như vậy nó cứ xuống cái ăn này cứ phá hoài cho nên nó được không như đó. Nó chỉ có mấy cái hồi đó thì bây giờ đi coi mấy cái bài kinh mà thì cần làm nữa phá mình cái phần trời đó gia tài nó sư chỉ có cái đường bát không mà đại Đức Phật thì có hai loại bát, bát sắc và bát bát, nhưng mình biết cái thời đó cái công nghệ nó đâu phát triển như mình bây giờ làm gì có inox, cho nên nó là cái chuyện mà luyện kim và đó nó đâu có được như mình bây giờ, cho nên mình cứ hiểu nhầm là chữ tăng hồi đó là 99.9% là xài bát 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 nghe ở đất nông. Rồi người ta đi bán xong rồi về là rửa bát em, phê rồi xong ấy, rồi vô trong ngồi mình nghe pháp. Rồi ác ma nó hiện xuống, nó giả làm hiện là một con bò, nó đi vòng 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 mấy cái bát, ở cái chủ đề cái nổi luôn. Gia tài nó có cái bát, không mà đừng bữa nay mà nó đi mà nó để một cái, rồi ngày mai lấy gì ăn. Bà nó cứ mất như vậy đó. Mà mai mốt thành Phật nha, hiện này mai mốt thành Phật. Mà tôi nghĩ trước khi thành Phật, nó là coi như là nội mà hưởng ba cái quả này không, thì nó cũng tan đời của lũ luôn ha. Là đeo cái lựu nữa là tan đeo cái lựu hả, là trong lúc thành đạt về là chắc tôi nghĩ cũng chạy di đốt vậy phá quá sức quá mà phá quá mà mình thấy cái Phật bổn sư của mình á là ngày đó là coi như là mình thấy ngày cũng có lúc nữa tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói những cái chuyện mà xảy ra cho Đức Phật đó, nếu mà đổ lên đầu của mình chịu không nổi cái người tưởng tượng nha, thì bị người ta nói là độn bụng du oan nha. Rồi có một lần đó, người ta giết người, giết một cái cô kỹ nữ rồi ta dù sát đằng sau phòng của ngài đó, mà đời xưa làm gì có DNA lập mình kiểu đó là mình chết rồi rồi nha. Rồi bị người ta ám toán, dùng sát thủ rồi bắn tên rồi lăn đá ha, rồi gặp voi dữ, rồi bị du oan giá quả, rồi đi bác, rồi bị chút người đi ra rồi nó luôn mới chửi rồi tả tơi tan nát. Coi như mà tất cả những chuyện mà Đức Phật mà gặp được trong đời bằng pháp của ngài mà đổ đầu của mình là mình chỉ có chết thôi, mà ngài thì ok cái mình là tiêu đó nha. Mà tôi nhìn cái cuộc đời Đức Phật rồi tôi nhớ là ác ma với cái ông ác ma mà mất thành Phật thì cũng đoạn trường lắm chứ không phải đâu nhé, đoạn trường đó. Như đề Bà Đạt Đa mất thành Phật độc giác là chỉ sống được 7 ngày thôi, mà thân hình nó thì là như một bộ xương, như một bộ xương mà coi như là mở miệng ra là cái mùi hôi nó là cả một cái thành phố chịu không nổi, là chỉ sống được 7 ngày rồi là nhất bàn tức khắc. Là coi như chúng ta là mặt tròn đủ thì vẫn đắc đại chứng quả, nhưng mà coi như là cái quả xấu nhiều quá đi, cho nên khi mà thành rồi nếu mà không có cái bàn sớm thì đó là cái đại họa cho người khác, để người khác họ xúc phạm cho mình nó là coi như họ đụng cái lửa rồi nha. Nhưng mà vì người đó bị chết đáng giá thì không đến nổi như vậy, có điều cũng là cái cũng khi mà quả xấu vẫn trổ thì coi như vậy mình cũng trở thành ra là cái nguồn cái cơ hội cho người ta tạo nghiệp ác. Chúng ta chịu, ví dụ như bây giờ chinh cha đi, chinh cha mà động bụng vô quan Đức Phật, đúng, Đức Phật thì không có bị gì, nhưng mà bản thân chinh cha là coi như mệt mỏi nữa nha. Cho nên một lần mà chúng ta làm cái điều bất thiện thì cứ nhớ rằng không phải một mình ta khổ mà ta đang gieo cái mầm khổ cho 1 tỷ người khác, cứ nhớ như vậy. Cái mỗi lần mà mình làm một cái điều bất thiện là mình đang gieo cái khổ cho 1 tỷ người khác, là vì sao? Là vì mình thấy mình làm người bất thiện thì rồi cái mai mốt chúng nó gặp mặt mình tự nhiên nó ghét kìa, nó muốn đánh, nó muốn chửi, nó muốn vu oan nè, nó muốn làm hại nè. Mà khi họ làm hại mình thì họ gieo nhân mới mà mình thì có những hưởng quả cũ, mà cứ như vậy đó, cứ như vậy đó, nó là dính là cái diện mạo của cái dòng liên hồi nó là như vậy đó. Từ hôm nay mình tung tay, mình có tiền, mình có sức khỏe, mình có chút ngoại hình nó coi nó được, rồi có thể mình là một ngoại kiều, việt kiều ấy, thì mình sung sướng, mình muốn có xe, muốn có nhà, mình muốn đi về mới thì đi. Rồi muốn nghe nhạc, muốn coi phim, muốn mua sắm cái gì cũng có. Rồi cái mình thấy luôn họ đâu có đâu sợ. Chứ mình thử mình tưởng tượng trước đi, không có tưởng tượng mà mình nhìn trước.
ráng mà sống thêm nhiều vài chục năm nữa đi. Con cái cháu nội cháu ngoại nó đâu gọi gần mình nữa, nó đi mỗi đứa viện vương mình, nó về thăm người già nó ớn ấp rồi nha. Các vị biết bên đây nè, ở bên Thụy Sĩ nè, tự nhiên rủ đi vô trong mấy nhà già thăm người quen. Tôi bước vô trong đó rồi nó tôi trở ra rồi tôi mới hỏi ơi, bên đây nó sang vô cùng, nó sạch vô cùng, nó đẹp vô cùng, nó tiện nghi vô cùng ấy vậy mà các vị biết tôi thấy cái gì không? Toàn là cao thủ võ lâm trong ngồi đất vua đất cừu mà cái mắt lờ đờ không biết mình là ai, nước mắt nước mũi nó chảy rồng 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 2-5 mét không thèm lao, nó chảy cho mày ướt người nghe. Rồi hôm tôi về trên mà bà tử họ mới đưa tôi vào trong một cái nhà già, cái nó sinh hôm thăm bà ngoại của họ 105 tuổi. Trời ơi, tôi nhìn tôi hết hồn, nó sang trọng sạch sẽ đó. Tôi chưa nói đến dơ nha, tôi chưa nói đến dơ như nha, tôi chưa nói là sạch với sang cơ đó. Mà cụ nào cụ nấy nó còn tệ, con nít nó còn gặp mình nó còn nhăn răng, nó cười, nó mặt ú tai, nó có ngấn. Ý tôi biết là như vậy, lần này mấy cụ cái phản ứng thì y chang như con nít, không biết gì hết, là bà không biết ai là ai. Đến thời cái cụ nhảy cổ qua một bên, tôi nóng ruột quá, tôi mới nói cô bậc tử, tôi mới vui cái mình nói y tá sửa cái cổ bà này, tôi mới nghĩ gì mỏi quá. Thì cô thật tử cô nói tới tôi chứ mình cổ nhiều lắm mà cổ nói mà tôi biết, mà con vô đây cũng thăm hoài à, chị biết không, mình sửa họ chỉ cần 3 nốt nhạc sao là nó nghiêng trở lại à. Đúng 3 nốt nhạc mà nó nghiêng trở lại thì sửa làm chi à. Thấy vậy nó mới ngán lên ngồi nha, ngán cái chỗ đó là đã được lao mới, đây là cái nước ngoài đó nha, còn cái kiểu này già mà trong nước mà đói lạnh mà có cái áo ấm hô rình mặc hoa, rồi dầu gió, rồi sông thập kinh diệp cù là bôi lên con cả nên thật tới giờ nó luyện cho chén cơm ăn được không được thì đáng chịu, nó đổ đó rồi kiến rồi bò rồi nó buông rồi nghe do trên tàu là cái mái tôm rồi cái tua nóng rồi cái mùi cống cảnh là tiếng ông mít, nó đã banh là tiếng còi xe rồi bụi bặm. Trời tôi chết không chịu chết mà nó cứ sống mà 92-93. Trời tôi nó đúng là đa thọ đa nhục nha, luân hồi nó mới ớn. Đó là tôi đang nói cõi người, chứ tôi chưa nói cái cõi người mà khổ. Những cái lời mà sống ở dòng cấm, sống bên bóng đêm, ớt lắm. Cho nên ấy, giờ mình ngồi nghĩ mình ớn, còn bây giờ mình đang im bè, mình đang đã quá mà. Vô trong Facebook gặp hình Dương Tiêu đi chơi rồi phải đã quá. Trời ông im bè lắm như thật rồi. Chưa, Dương Tiêu rồi chắc lớn tuổi tôi cháu thật tuổi tôi không còn đi tung tăng nữa, đúng là thánh gì thánh tía thiên gia nha. Ở đây nó có 8 nha, ở đây nó có cái bài số 8 và cái bài đoàn thân à. Cái này tôi coi kỹ chú giải, cái chỗ nào cần nói thì tôi nói, mà có chuyện nói thì nói. Cái bài đoàn thân ở trong tiếng Pali là lý lệ thì quên cha rồi, tiếng Pali là tinh đấy. Tình bình đó đây là cái dịch sát, cái dịch sát đoạn này nghĩa là vo tròn, đoạn thực là vo tròn, là một cái thức ăn vo tròn. Nhưng mà cái chữ này theo tôi thì không nên dịch sát, mà chỗ này bởi vì người đối với cái người Ấn Độ đó, mà ta nghe bình đáng họ hiểu, nhưng mà đối với cái người Quốc trong chỗ này thì nghe nó rất là kỳ. Để nhuận đại với chỉ được chiêu binh đá ở đây nó có nghĩa là a hà đó là thực phẩm. Còn nếu là dịch cái đoàn thân thì nghe nó kỳ đi, cái thức ăn vo tròn, tức là cái cục bánh cục bỏ còn vo tròn, nghĩa là sao? Chúng ta đọc chính kinh chúng ta thấy rồi, tức là và một bên Ấn Độ mình nói riêng và trên toàn thế giới nói chung là nước nào cũng có những cái ngày lễ hội hết nha, cái những ngày lễ hội. Thì cái câu chuyện trong bài kinh này là nó xảy ra vào một cái ngày lễ hội gọi là lễ tình nhân. Cái ngày đó là ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình nhân. Ở đây chúng ta biết đó là có những cái chữ mà nếu chúng ta biết được thì tốt. Bên Ấn Độ thời đó đó nó có một cái ngày lễ gọi là Surachana. Cái ngày lễ này nè nó tương đương với cái ngày Oktoberfest. Oct
October Fast, ở đây có ai biết cái ngày này không? Cái ngày lễ bia của Đức. Thì ở bên Ấn Độ và nó có cái ngày lễ gọi là Surachanak, có nghĩa là cái ngày này là uống đã luôn. Cái nghĩa là còn ở đó là cũng có nhiều loại rượu, như mình là rượu cắt từng cái cây uống lên men. Và thứ hai là họ lấy ngũ cốc á, lấy gạo lấy nếp họ nấu y chang như mình vậy. Dĩ nhiên cái thể chủng loại nó không phong phú như mình bây giờ, nhưng mà theo bên kinh mô tả đó là rượu là nó có hai loại là Suramia đó vậy. Suramia đó vậy, đây có ai mà xin giới Suramia Mia đó vậy. Thì một Mia đó vậy, chút xíu đó có nghĩa là một loại rượu nấu, là một loại rượu mà ủ men, rượu ủ với rượu nấu. Rượu có nghĩa là lấy các loại trái cây rồi cái tờ để chung nhau lại vậy, thì lâu ngày cái nó ra cái men mà uống nó cũng say. Cái loại thứ hai nó là lấy gạo nó mới vào đây mà nấu sao nó biết rồi cũng ra rượu nha. Chỉ cái Ấn Độ có cái ngày đó, rồi nó Ấn Độ nó cũng có cái ngày gần ngày cái thời Đức Phật, cái cũng có ngày lễ tình nhân, cũng có ngày lễ tình nhân, cái ngày đó gọi là ngày lễ tình nhân. Để tôi kiếm cho các vị cái chữ Bali để mà mốt mình viết cho nó sang nhé, mình viết cho nó sang. Tôi thấy đó gọi là ngày ngày lễ tình nhân. Tôi nghe là cái đó cái ngày đó nó có tên là Sayan Charana, tức là cái ngày đó là ngày Valentine, nó gần giống như Valentine vậy đó nha. Từ nhóm người sẽ ăn cho nó là cái ngày đó là những ngày lễ tình nhân, tức là mấy cô cậu mới là trao quà cho nhau tình thương hai nó quá, thì cái ngày đó là cái ngày mình thương thằng Tèo, nó thương con Lan nha. Thì đó thì thằng Tèo nó có cái gì nó đem ra nó đưa cho con Lan, nó vô như bịch sầu sống con Lan đưa lại cho nó bịch mắm ruốc vô vậy đó, rồi là nó trao đổi như vậy đó, thì được gọi là cái lễ trao đổi quà vui lắm cả thành phố như vậy. Thì là với Đức Thế Tôn mình đi theo cái lễ này, đổi đi khất thực, mình đi khất thực như vậy. Thì có một nhóm thiếu nữ nói trong đây nói là tôi cuối thì tôi giấu một chuyện, trong đây nói đông lắm, đúng là trong đây nói có 500 cô mà tôi thấy nhiều quá cho bà con không có tin cho nên tôi nãy tôi không muốn nói. Có một nhóm 500 cô, 500 cô mà trong đây nói cứ mà đi cài vô là team, cứ mà đi cài vô là tụi team, mấy cô teenager mà gái đấy. Thì thiên có nam có nữ mà mấy cô đánh như đánh thiên gái, nó nhìn thấy Đức Thế Tôn hoan hỷ quá, cho nên là nó đem cái bánh, nó đem bánh tới đây, cái bánh là bánh của cái lễ hội đó nè, trong đây kêu là chánh áp quá, cái bánh là trong cái lễ hội đó đó, nó có là bánh riêng, là bánh đặc biệt, nó đem bánh cúng Đức Phật, cúng dường ngày này ngày cái thuyết pháp cho họ, thuyết pháp xong thì cả 500 cô đều đắp cho đồ quần hết. Trong thứ nhất là con số lớn quá, thứ hai nữa là cái kết quả của cái bài pháp này cũng đáng nể quá, cho nên tôi không muốn nói, nhưng mà bây giờ đã nói rồi. Thì lúc đó là ác ma đó, ác ma thiên tử của tôi đó, ông mới dùng thần thông khiến cho tất cả người dân trong cái làng đó lầm lê, nó cũng dùng cái ý muốn cho ngày đói của đó đó. Nhưng mà cũng có người cũng dùng cái thứ đâu nha, cho nên mình có thể hiểu là họ cúng trước khi mà ác ma dùng một thần lực để mà chi phối tâm của mấy người kia nha. Và sẵn ở đây có bốn điều các vị phải biết là Đức Phật, tức là chư Phật có bốn điều bất khả xâm phạm nha. Một là cái hào quang của ngài, cái hào quang của ngài đó là không có một cái vật gì cản được hết. Thứ hai nữa là cái trí tuệ của ngài, không ai mà làm như ngài là bị khó, không có vấn đề. Thứ ba là cái sinh mệnh của ngài, tức là không ai có thể làm, có thể giết chết mà bị cái nắng giác. Và cái điều thứ tư đó là gì? Cái điều thứ tư này nè, đó là Uddisala Pháp. Nhớ gì bốn cái này, bốn cái điều bất khả xâm phạm của một vị Phật. Tất cả vị Phật đều có bốn cái này.
thời gian của các ngài nên là cái gì là lượng trong kinh đó, ngài về có Phạm Thiên chung quanh ngài, Phạm Thiên hồi quan rất là nhiều, nhưng mà cái vầng sáng mà chung quanh ngài nó là nguyên vẹn, không có ai mà không muốn cái vầng sáng nào một kia mà cắt vào trong đó được hết. Rồi hay quá ta. Nhưng mà tôi muốn biết, muốn hỏi cái ông anh Dương Tiêu này nè, rồi cái bộ này là cái bộ scan hay là cái bộ in lại ha? 2.4 triệu có nghĩa là da phải, da phải đó, 2.4 triệu đâu có, không có đâu. 2.4 triệu là 120 đô la chứ không phải là 120. 1.4 triệu là 120. Dạ rồi, đúng. 120 thì trong nước thì nhiều, nhưng mình ngoài này thì số đồng có lớn. Cái bộ này đó hả, làm sao có ai mà Việt Nam qua hả? Nếu mà gửi từ Việt Nam mà qua bên Đức á hả? Ok, để tính sao đi, nghe ham quá hả. Nhưng mà ông xua là in lại phải không, chứ còn mà scan là nản lắm nha. Dạ dạ rồi. Thì chư Phật có bốn cái điều bất khả xâm phạm: một đó là hào quang, thứ hai là cái trí tuệ, thứ ba là cái sinh mệnh, và bốn là cái uddissa là phá, có nghĩa là sao? Uddissa có nghĩa là nhắm tới. Uddissa có nghĩa là nhắm tới. Uddissa có nghĩa là nhắm tới, address có nghĩa là nhắm tới. Cái chữ uddissa là phá, nhắm tới, và nhắm tới là sao? La phá này có nghĩa là cái benefit. Cái benefit, cái chữ la phá này là cái benefit, có nghĩa là thí dụ như cái gì, thí dụ như bây giờ họ có một cái món đồ mà họ nghĩ rằng bụng mình cái này là mình sẽ cúng dường cho Đức Phật nha. Này, cái này mình sẽ cúng dường cho Đức Phật, bữa ăn hôm nay là mình sẽ thỉnh Đức Phật về mình cúng dường nha. Cái ghế này là mình dành riêng cho Đức Phật nha. Cái chai thuốc này nè, cái món ăn này nè, cái vật dụng này nè, mình sẽ dành cúng dường Đức Phật. Thì khi mà cái người thí chủ mà có cái lòng nghĩ như vậy rồi, thì cho dầu trời có sập xuống đi nữa đó, thì cái món đó nó không có bị hư, và bằng mọi giá đó là coi như nó được bảo, tự động nó có được bảo toàn một cách tự nhiên, cho đến bao giờ mình mà đến ta cái thứ đó thì thôi, chứ không có ai mà ngăn chặn được. Cái này là uddissa là cái chữ uddissa này cũng là address này không phải là địa chỉ nha, mà đây là một cái động từ mà trong trường hợp này đó là nó là past participle, tức là nó là mình đã được nhắm tới rồi, đã được hướng tới rồi. Cái thứ cái la phá này là cái lợi lộc đó, cái lợi ích, nguyên lợi, lợi ích là cái nguyên lợi mà người ta đã nhắm tới Đức Phật rồi, thì coi như là không có ai đụng tới. Còn sở dĩ mà ác ma mà có như là chặn người là bởi vì thật ra người ta thì trong làm nó, mình bữa đó người ta chưa biết là Đức Thế Tôn sẽ đi ra. Chứ nếu mà mấy người trong đài họ biết, họ chuẩn bị một cái gì đó, họ nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn đi bác ngang đây, mình sẽ cúng như ngày cái hôm nay. Nếu mà có cái chuyện đó, chỉ cần họ có cái ý như vậy thì ác ma nó không có làm ăn gì hết nha, không có làm được. Nhưng mà vì họ chưa có ý đó cho nên là nó không có lọt cái đoạn thứ tư là uddissala phát nha. Chết rồi, giọt mưa cứu mùa ghi như vậy là chết rồi. Cái số 4 mình tu hoàng đêm mình mới ghi như vậy được, còn mình phải ghi thế này là cái lợi lộc đã được nhắm đến ngài, lợi lộc đã được là lợi lộc mà đã được dành, đã được đúng rồi, đây được nhắm đến ngài, đã được dành, đã được dành riêng với ngài đó, thì không có bị ai mà cướp đoạt hay là ngăn chặn được. Lợi lộc đã được nhắm đến ngài, Úc biết sẽ làm phá vậy đó. Nhớ bốn cái này. Để các vị hỏi gì chứ cái này ở đâu, bốn cái này ở đâu, thì tôi nói với bốn cái này là nằm ở trong cái bộ gọi là mi linh nó bánh bánh ha, có thể là mi tiên đó nhỉ nha. Bốn cái này nằm trong đó đó, trong đó có nhiều cái để mình học, chứ nhìn trong đó có nói cái chuyện mà tôi biết phật tử cô để ý đọc hay không. Trong đó có nói đó là một cái thời kinh ấy, cầu an hay là cầu siêu đi nữa đó, phải có hội đủ những yếu tố sau đây thì nó mới lên, chứ không phải là cứ bị bệnh rồi có tận gia rồi đó là cứ bước là dùi về tụng kinh, mà trong khi đó là đọc cái ê cả a cả e a nhưng bước trả bài đó, mà trong khi đó nó không có hội đủ bốn cái này. Cái này cũng hay, thứ nhất
là cái người đọc á, người tụng kinh á, phải lắng lòng. Đó, rồi gì nữa, người nghe đó cũng vậy đó. Không có bị cái phiền não đó, chi phối lúc nghe, lúc nghe kinh. Cái thứ ba đó là không bị trọng nghiệp quá khứ. Đó, nó phải có ba cái này. Một là cái người tụng phải lắng lòng, nghĩa là họ phải tập trung, họ có tâm tịnh lúc họ tụng, họ biết họ tụng cái gì, chứ không phải là tụng mà không biết nha, biết đang tụng cái gì. Sau đi, nhưng khi mình tụng mình biết à, mình đang tụng người về kinh Thất Giác Chi, mình đang tụng về cái kinh Từ Bi, mình đang tụng về ba mươi tám pháp a hàm pháp an lành, ba mươi tám pháp cái cát tường á, mình không biết ba lưu ít ra nó không có tụng tụng với mình đang tụng cái gì. Và cái lòng mình nó phải tập trung trong đó, không cầu danh, không cầu lợi, không còn bị phóng tâm, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Cái người đọc phải như vậy. Và thứ hai, cái người nghe lúc đó cũng phải là được lắng tâm, không có tham, có sân, có si. Lúc đó lúc họ nghe mà có tâm tâm thiện, tâm lành á, người nghe người tụng người cũng nghe. Và thứ ba đó là không bị trọng nghiệp. Ví dụ như bây giờ Việt Nam mình có cái từ gọi là bệnh căn á, cái vị trí là bệnh căn á, có nghĩa là bệnh là do mình, bệnh nữa có nhiều thứ, bệnh là do mình sinh hoạt. Ví dụ như là mình dầm mưa dãi nắng, tối ra ngồi phơi sương tâm sự rồi chim biển rồi tỷ nó trúng sương, trưa nắng chang chang mà ra ngoài bờ đê của chuối ngồi thì trúng nắng trúng gió, ok trúng mưa rồi ăn uống là đó là do sinh hoạt, còn do ăn uống mà ăn tầm bậy tầm bạ, nước cốt dừa để qua đêm rồi vân vân, thì ăn là nó bệnh thôi nha. Rồi ăn bị mắc xương, bị hóc xương, để do ăn uống, rồi bệnh do thời tiết, rồi bệnh do tai nạn, ví dụ như là do mình bị này kia rồi nó bị sưng, bị sốt cũng vậy. À, nói rồi tôi mới nhớ, cái tháng này của tôi nó giống như là cái tháng căng, tháng nghiệp gì đó. Tôi nói bao nhiêu người rồi đúng một đời máu lệ tràn đầy khóe mắt mà ngàn đau thương xin đổ hết về chùa cái tháng này. Coi như tháng căn tháng quả gì của tôi đụng đâu rồi đổ máu đó, coi như cái ngón tay của tôi nó mà nó giật, chắc cái này giật không biết cái sao này sao gì mà coi như nó là tôi nói cái này chú nguyện không đủ, tôi phải là tôi thiếm nguyện luôn đó. Tôi thì phật tử mà kêu chú nguyện không nói không nữa, nhờ tôi thiếm nguyện rồi chứ còn mà chú nguyện không đủ đâu, tôi phải nhờ thiếm. Coi như là khi cái tủ nó giật tím ngón tay, cái đó bây giờ nó rồi giờ cái bàn cũng dập, coi như từ cái bên dưới chỗ nào nó quẩn mà nó bầm nó dập nó sưng, rồi mà nó sưng xong nó đã làm sốt đó, không bây giờ nó sắp qua cơn mê rồi, ok. Thì tôi muốn nói là cái năm chạy tháng hạn này vậy đó, thì coi như nó là ác ma muốn phá Đức Phật và đã phá thành công, nghĩa là cái ma cũng vừa ngày hết. Thì ngày nãy tôi có nói là ngày có nhận là mấy cái bấm đó, mấy này mấy cái trong chính tại thì nói là ngày đi về với cái bát sạch, nhưng mà trong chú giải thì là có người cúng bánh cho ngày nha, thì có lẽ cái bấm đó là ăn cũng không có giờ. Thì ngày đi về thì chỗ này sư trưởng có cái thi hóa rồi, tôi rất là thích. Tôi đã ma hỏi ngày rồi chứ hỏi với chụp tức rồi, hỏi có ai phần bộ ngày không ai cúng dường ngày hết thì sao, thì ngày mới trả lời là khóa duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vật vui, pháp hỷ thiền định có rồi tâm linh an lạc như trời phạm thiên. Đó là sư trưởng sư thi hóa cái câu trả lời của cái bản dịch từ Đông Châu đó. Thì chúng ta biết rằng chú giải mới nói thêm một đoạn nữa, tức là lúc ác ma nó nói dối, ác ma nó nói thôi bây giờ đó, nãy giỡn vậy thôi, nhưng bây giờ thì ngày quay ngày em bác trở vô đi, thì con sẽ khiến người ta cúng dường như ngày. Thì các vị biết rồi, trong chú giải nói rõ, chú giải có đặt một câu hỏi là Thế Tôn, trước khi đi bác có biết hôm nay mình sẽ bị phá như vậy hay không nha. Thì cái chỗ này bà con lắng nghe, cái này chỉ là quan trọng. Trong chú giải sẽ có cái câu hỏi là Thế Tôn có biết là hôm nay mình sẽ bị phá như vậy hay không. Đồng chí giải trả lời là không, bởi vì Đức Thế Tôn
nói riêng và chư Phật nói chung không có bao giờ có cái suy nghĩ rằng ta sẽ đi chỗ này để được nhận cái này, ta sẽ đi chỗ kia để được nhận cái kia. Và dầu là nhất thiết trí, nhưng mà cái gì ngài không nghĩ tới thì ngài không có biết. Nhớ cái đó nha, cái gì ngài không nghĩ tới thì ngài không có biết. Chứ đừng có nghĩ rằng là cái gì ngài cũng biết là sai, mà phải nói là cái gì ngài nghĩ tới thì ngài lập tức biết, cái gì ngài không nghĩ tới thì ngài không biết. Thì cho nên bữa đó ngài không nghĩ là ta sẽ đi vào đây ta nhận được cái gì, cái gì ngài cứ tới giờ là ngài ăn bát ngài đi thôi. Điều thứ hai, trong chú giải nói rằng giả dụ, giả định, suppose, chỉ là giả định thôi, giả định thôi, chỉ là giả định là nếu mà Đức Thế Tôn mà có ôm bát mà quay trở lại đó, có nghĩa là sao ạ? Nghe hai ba lần là sẽ không hiểu, tôi nhanh nên là tôi nói khó hiểu. Thì có nghĩa rằng thì là cảm ơn ông mua được cái bộ sách kia được, tôi cảm ơn khỏi khen mà lắm. Thì Đức Thế Tôn nhìn Đức Thế Tôn ôm bát trở vào bằng một lần nữa đó, thì chắc chắn giờ ngày trở về thì ác ma sẽ tiếp tục phá. Mà lần nơi này thì ác ma sẽ bị mạng chung tại chỗ, chết tức khắc, dễ sợ như vậy. Do cái đứng cửa ngày đó, tức là nếu lần này ngày ông bắt mà trở vào đó, thì trở vào đó thì coi như là ác ma sẽ phá lần nữa, mà lần này ác ma sẽ bị chết. Trong kinh chú giải nói rõ cho đó, cho nên ngày một lần thôi, và chư Phật không bao giờ đi bát hai lần trong một ngày. Cái gì về kinh Tân Cư chúng ta đọc cái bài càng về sau cái phẩm những bài kinh càng về sau của cái phẩm ác ma này nè, chúng ta sẽ nhận một chuyện cũng hơi thú vị, đó là ác ma là một bậc đại trí tuệ. Ác ma chỉ có người là nói mình nói nó hơi trừ là ác ma chỉ có cái tánh cá trống thôi. Ác ma là trí tuệ cực kỳ, mà ác ma theo mình đọc trong đây là ác ma là người rất là hiểu Phật pháp, thâm hiểu Phật pháp, chỉ có một cái tật xấu là nghịch ngợm thôi. Chứ ác ma rất là giỏi Phật pháp và trí tuệ rất là sắc bén, rất là sâu rộng, chỉ có cái đặc tật đó là biến là biến vậy thôi. Nhưng mà làm bậy thì cứ làm y chang như bác sĩ mà hút thuốc, bác sĩ mà uống rượu vậy đó, là biết nhưng mà vẫn cứ nó làm tới. Chứ mình đừng có ngạc nhiên, ủa sao biết nhiều quá, ác ma biết nhiều quá mà sao mà còn phá Phật. Ở trong cái hội chúng, trong cái đại chúng là tăng ni như Phật tử của mình, cái loại này nhiều lắm, trong Phật chứ không tịch. Nhưng mà trời ơi thì vẫn cứ trẻ, vẫn cứ cho tụi con đường xưa anh đi, dầu ai dân như gì thì anh vẫn cứ muốn đi y chang như vậy, không sửa được. Gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó sửa ở chỗ đó. Chứ mình đọc thấy là mình ghê gớm lắm nha. Nói mà đến không hỏi nghe cái bài kinh Đông Phu là người thấy ớn rồi chứ không sao nha. Ông gặp nhà ông hỏi chứ ngày ông đi giảm giả là người nông dân đi kiếm kiếm bò, ông hỏi ngày có thấy bò hay không, thì là biết ông biết, mình biết cái người Đông Phu là ai. Ngày mới hỏi ngày ông nói ông đi kiếm bò mà cái tiếng bò đó ông không dùng ý, ông nói bò là cái gì, dễ sợ chưa, dễ sợ chứ. Nghĩ ông nói là ghê như vậy nè, thì ông mới đọc bà con mình thấy ông mới đối đáp với Đức Phật. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, làm cứ tết cứ tới ngày cứ mắt tai mũi lưỡi thân nghĩ rồi cái sắc thân khí bị xúc làm sao, thấy cái đó tại sao trong kinh nói nặng nói nhiều vậy, cái đó là sao? Nếu mà chúng ta lắng tâm là một chút nữa rồi sẽ thấy toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong con số 6 này thôi, toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong con số 6 này thôi, tức là nằm trong những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng và mình suy nghĩ. Không có cái trường hợp khác. Nhớ nha, dù là văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, triết học, anything trên cuộc đời này đều nằm lọt ở trong số 6 này. Dù đó là chuyện ăn uống, bệnh hoạn, xe cộ, thuốc men, phi thuyền, hòa tiện, tình yêu, nam nữ, rồi đủ thứ, thương hận, tình thù, bất cứ cái gì, từ ở trong viện bảo tàng á, ra tới nhà hát, ra tới nhà hàng, ra tới nghĩa trang, bệnh viện, rồi nhà quan, rồi chùa miếu, nhà thờ, thánh đường, hồi giáo, rồi sông biển, ao hồ, kinh rạch, chim muông, thú vật, anything anywhere đều nằm gọn ở trong con số 6 này được.
nhớ nha, làm hiểu rõ nè. Cho nên á, cái thế giới này là nó có sao cánh cửa để chúng ta nhận biết được nó. Có lúc chúng ta biết thế giới này qua con mắt, có lúc chúng ta nhận biết thế giới này qua lỗ tai mũi lưỡi thân. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết là cái mắt tai mũi lưỡi nhiều khi nó người ta nói nó nghĩa bóng. Ví dụ như người ta nói đàn bà đó thì yêu bằng lỗ tai, đàn đàn ông yêu bằng con mắt. Ngày xưa còn bé thì tôi không hiểu, từ từ tôi hiểu nó đúng. Tức là thế giới này mỗi người có cách đến khác nhau. Ngay cả trong chuyện tình cảm mình thấy đàn bà yêu bằng lỗ tai là sao, là họ có thể chấp nhận một người chẳng ra cái gì hết, nghĩ là người đó biết hót, biết ru mà cho nó mùi ha. Cánh cửa là như có, là họ có thể sẵn sàng lấy một người chẳng ra gì hết. Còn đàn ông á thì làm gì thì làm, ngó được mới được, ngó còn nó được với được. Chứ rồi mình nhìn mà con được rồi đó thì giàu cho mà trí thức trẻ lên nào, mình ngó còn được rồi là mấy bè không có mặt có khác bộ đồ đâm được. Không phải là nói hứa đâu. Tôi muốn nói là mỗi người có một cái cách cảm nhận thế giới, có một cái con đường để đến với cái thế giới này. Không có hai cửa, một cửa, cái. Cho nên đây là lý do tại sao mình trong kinh mình cứ thấy nhắc đi nhắc lại hoài. Cái thật cứ nhắc lại là sáu cửa, là bởi vì đây là chính là diện mạo, là cái dung nhan, cái bản mặt, cái bộ mặt, cái diện mục của thế giới mà. Cái chân diện mục của thế giới này nó chỉ có nằm số 6 rồi thôi. Mình tưởng mình hay, mình tưởng mình hay lắm. Cho nên trong kinh mới nói thế này, là chúng sanh có ba cái trường hợp. Nhờ không, theo trong kinh đó thì theo đoạn thì đạm thì cái giác quan thứ bảy với chủ nhật nó nằm luôn trong cái số 6 nha. Bên Bắc Tông thì họ mới chia ra thành 8. Bên Duy Thức họ chia là cái mạt na, là cái thức phân biệt nha. Rồi cái A Lại Gia đó là cái thức tàng trữ, cái store đó gọi là store consciousness, cái thức tàng trữ. Nhưng mà bên A Thị Đàm Nguyên Thủy nó chỉ nói là tất cả cái gì nó thuộc về tinh thần thì nó liền nằm hết ở trong cái số 6 này. Rồi trong cái số 6 này mới chia ra, mới chia ra. Thí dụ như cái biết của mình là có 3, cái biết bằng tưởng, bằng thức, bằng trí. Biết bằng tưởng làm sao? Thí dụ như là bây giờ mình biết cái đó là thằng tẹo với thằng tí. Đó, mình biết cái đường hình vuông với hình tròn, cái này đen chứ không phải là trắng. Mình biết cái này là nam chứ không phải nữ, mình biết cái này nó là vuông, ở cái này là màu tím chứ không phải màu xanh. Mình biết cái này là chiếc xe với cái chiếc tàu. Mình biết đây là cái chén chứ không phải là cái dĩa, cái muỗng chứ không phải là cái nĩa. Đó, thì cái biết đó gọi là biết dựa trên cái biết cũ, trên cái hồi ức, trên cái kinh nghiệm tích lũy. Cái biết đó gọi là biết bằng tưởng. Còn cái biết bằng thức á, là cái biết trực quan, biết trực tiếp của sáu của các giác quan. Ví dụ như mình không học bài đi làm á, thì mình cứ nghĩ rằng ồ, tôi vừa nhìn cái đó là tôi biết là đó là má tôi vừa nhìn cái là tôi biết đó là bạn của tôi. Không phải, cái đó là Abhidhamma đàm á. Cái con mắt của mình nó chỉ làm cái một việc chụp hình thôi. Còn cái chuyện mà đánh giá đây là ai thì nó lại là qua những cái process khác. Đó, trong Abhidhamma đàm của đó là process of mind. Ở trong tiếng Bali thì gọi đó là chitta vitti. Nghe chitta vitti có nghĩa là nó diễn biến cái đời sau cái tâm lý của mình nó diễn biến rất là nhanh. Cái gọi là tâm thần hay là cái tâm lý của một người nó là sự ghép nối của vô số những cái sát na tập, vô số. Thì cái sự ghép nối vô số trong tâm thức một cái nhá thời gian, một cái nháy mắt hay là một cái khẩy ngón tay á, một cái đống ngón tay đó, thì thời gian đó nó đủ cho hàng triệu cái sắc ma tâm nó xuất hiện, nó nhanh nhất trên hành tinh bây giờ, nó nhanh lắm. Cho nên khi mà mình nói mình tôi nhìn nó là tôi biết gì, tôi nhìn là tôi biết cái đó là của tôi, thì nhưng thật ra là cái nhìn nó chỉ là chụp hình thôi, cái tâm nhãn đó nó chỉ chụp hình thôi. Còn khi mình biết cái chuyện biết cái gì đó thì nó thuộc về tâm. Mà tâm thì nó có hai cách biết, một là biết bằng tưởng, tức là biết bằng cái hồi ức, bằng kinh nghiệm cũ. Thứ hai là biết bằng trí, phải cái điều kiện mạp á. Biết bằng trí nghĩa là biết là đây là tốt, đây là xấu, đây là thiện, đây là ác. Biết đây là chuyện nên làm, biết đây là chuyện không nên làm. Thiện ác, tốt xấu, nên hay không nên, thì cái biết này được gọi là biết bằng trí. Còn cái biết bằng hồi ức á, thí dụ như mình đi học, mình lấy bằng tiến sĩ thì nữa, thì toàn bộ cái biết của một vị tiến sĩ chỉ là cái biết của tưởng thôi. Biết có nghe kịp không? Rồi còn cái chuyện mà mình
hồi ức mình nhớ này nhớ kia rồi mình linh tính này, giặc quẻ thứ bảy chủ nhật gì đó hả, thì cái đó nó toàn bộ nó nằm hết ở trong cái số sáu này, nằm hết trong cái số sáu này, nằm hết trong cái mai đó, nằm hết trong đó, rồi đó nó mới chia ra cái ba hệ, nằm trong gì cái ba là mình chỉ biết bằng tiểu biết bằng trí. Thì thông thường mình nếu mà mình phân tích như vậy thì có nghĩa rằng là 99,9% nhân loại là sống toàn là bằng tưởng thôi, từ sống bằng những cái hồi ức. Ví dụ như bây giờ là nhỏ tôi đâu có biết cái đó là cái tôn, nhưng mà nhà má tôi nói ở đây là cái tôn, nên từ hồi tôi 3 tuổi 4 tuổi bắt đầu tôi biết đây là cái tôn, đó là cái chế nhỏ nhỏ gọi là chế, mà nó trẹt quá trẹt á thì không có gọi là chế mà gọi là dĩa, à nó flat thì gọi là dĩa, mà nó dũng dũng nó có cái lòng hơi sâu thì mà lớn thì gọi là tôn, mà nhỏ nhỏ gọi là chế, thì cái biết đó gọi là tưởng. Rồi từ từ lớn lên tôi biết, ví dụ như ví dụ quý vị đi nước ngoài, đi học biết tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Anh toàn bộ là tưởng. Biết lái xe đó là tưởng, biết lái máy bay, tàu ngầm, xe tăng đó là tưởng. Biết sử dụng phấn son, rồi biết mặc áo quần thời trang, rồi biết mua tủ bàn giường ghế, rồi biết yêu đương hò hẹn, toàn bộ là tưởng. Kính thưa bà con, tất cả là tưởng hết. Và những cái đó nó nằm hết ở trong cái gọi là thức thứ sáu nha. Để nó làm hết trong đó. Ok, để sống mình là như vậy đó, một cái sự vay mượn, để sống là gì ta, sự vay mượn thôi, mình là của người trước trong truyền nhân người đời sau, cái mình tưởng mình gọi đó là gọi tên đó là kiến thức. Chỉ các vị cứ biết mình chuyển động trời thì đó là có vô số những điều mà hôm nay ta biết được, ta tưởng nó là ghi gớm lắm, nhưng mà các vị có ngờ được rằng ở một cái thời điểm khác, ở một cái không gian thời gian khác thì cái biết đó không có giá trị, các vị biết không? Bắt buộc phải biết gì đó. Tôi ví dụ như mình thấy bên bên Tàu ngày xưa đó, mà một người thực tình, một người phụ nữ mà muốn làm môi son mà phải làm sao, họ lấy cái phấn đỏ họ bôi sẵn lên trên những tờ giấy, rồi mỗi lần mà muốn bôi son cái môi họ cứ lấy cái môi rồi họ mấp bậm cái tờ giấy đó để môi nó son, mà son thời đó nó còn biết nó dở ẹt kìa, cho nên nó mấp thì sao mà để yên, không dám động đậy, hay nó nói chuyện nó nhẹ nhẹ sợ cái bọt nó bay tập lưng nữa nha, không dám ăn không dám uống gì hết. Còn mình bây giờ những loại son mà đắt tiền bây giờ đó hả, là coi như là nó ăn coi như sập nồi nó ăn, coi như cạn vào ráo mát nó quất, coi như sập đình đổ miếu mà coi như son vẫn không phai, và nó kiss nhau từ sáng đến chiều mà phấn không tan không mất. Cho những cái kiến thức của cái về chỉ riêng cái mỹ phẩm mà của tàu ngày xưa bây giờ nó hết giá trị rồi, bây giờ nó dữ dằn hơn. Tôi nhớ có một thời mà tôi ở chùa mà tôi thấy bà con một tử mấy mẹ ở Việt Nam ấy, mấy cụ ăn trầu, mấy cụ uống nước trầu đó tôi, mấy cụ nhậm cái ly một cái, mấy cụ đi về, tôi thấy cái vách trầu ở dưới nó đỡ muốn chết. Mà tới rồi mà tôi đi lên phố, đi về Tam Hải ngoại, tôi gặp mấy cô của tôi, mấy cụ uống xong mấy cụ đi ra, mà tôi thấy cái vết son nó nằm ở trên cái ly, trên cái chén trà, tôi muốn khóc luôn, nó ớt muốn chết. Tôi có cầu nguyện, tôi ngửa mặt trong trời cao, cho nước nước mình cứ về cái linh mình cho mình khiến mình giật ra mà nó làm mấy cái son nào mà đừng để vết con ấu quá nó nhức nhớt mà nó làm mình sống quá. Nhưng mà sau này tuyên truyền rằng nó đã khắc phục được cái gì đó chứ còn ấu quá ấu quá. Cho nên cái biết của mình tưởng nó hay lắm, nhưng thật ra nó là có những cái biết nó phải bị thay đổi cái thời gian. Cho nên nói về kinh thánh, phúc thay cho kẻ nào, phúc thay cho kẻ nào thấy được cái hữu hạn và tương đối của những gì mà mình đang sở hữu, và bất hạnh thấy cho kẻ nào suốt một đời cứ khư khư ôm lấy một cái học thuyết, một cái chủ nghĩa, một cái chính sách, một cái đường lối mà cho rằng đây là chân lý tuyệt đối, sống có thể cạn núi có thể mòn, những chân lý đó không bao giờ thay đổi thì như vậy là chết rồi nha. Bởi vì dòng đời nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn nó trôi chảy về phía trước, tất cả mọi giải pháp nó chỉ là cái gì đó rất là tạm thời nha, dù đó là giải pháp chính trị, văn hóa, tôn giáo. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng nếu Đức Thế Tôn trụ thế thêm vài trăm năm nữa thì sao, thì Đức Thế Tôn có vô vàn những phương tiện, vô vàn những cái cách nói khác nhau về cái giáo lý cứu khổ, chứ không chỉ có bộ tâm tạng mà mình thấy bây giờ nhiều và nhiều lắm. Chúng ta biết rồi, ngay trong diện nấu ăn của mấy bà nội trợ, mấy bà nội trợ có cái này mấy bà phải biết, mà tại sao mấy thầy gì phải nhắc nha. Đó là để gợi cho anh một món ăn, nhiều khi mình tưởng nó ghê quá, nó thật ra nó cũng có chừng đó thôi, thì nó có nguyên liệu thôi, mà nó cứ trộn tới trộn lui trộn tới trộn lui nha. Cho nên
không, mình đang giảng kinh mà sợ gì, mình đâu có nói ai, mình đâu có sống ai đâu. Thì coi như đó là mình cứ cũng cái món đó mình gọi là món xào cũng được, món kho, món canh gì đó, rồi chẳng qua cái nước ít, cái nước nhiều, những cái mặn ít, cái mặn nhiều, rồi cứ gọi mà đổi tên thôi nha, chẳng có gì hết, cái xào đó xào luôn. Cho nên đời sống nó luôn luôn thay đổi, tại nó là muôn mặt, mà cái hoạt động nó là một dòng chảy, nó là một dòng chảy, nó luôn 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 nó biến tướng. Cho nên tất cả những cái biện pháp nó chỉ là những giải pháp, những liệu pháp mang tính nhất thời, không có gì nó bậy bạ cho rằng là cứ thương khơm ôm chặt một cái thứ gì đó bậy vô cùng nha. Chúng ta cần nhớ cái chuyện tào lao là một cái công tử mà đi với thằng đời tớ mà đi lên lên thuyền đó, công tử mà rớt con gương xuống dưới sông đó, chẳng kêu người tớ nó nhảy xuống nó mò, người tớ nó nói cậu yên tâm đi, con lát nó vô bờ con tìm, tại vì cái chỗ mà thanh gương nó rớt rồi nó đánh dấu rồi. Thì ông công tử nói trời ơi sao mà mày khôn quá trời, rớt ở đâu, rớt trên sông mà nó đi làm dấu trên thuyền, mà thuyền thì cứ đi mà con sông thì cứ chảy, mà nó cứ khương khương nó nghĩ rằng nó cứ căn cứ vào cái vết khắc trên thuyền để mà nó tìm cái thanh niên mình chết rồi nha. Dòng đời nó luôn luôn trôi chảy, mà bản thân mình cũng luôn luôn bị đẩy về phía trước, mọi thứ nó chỉ là những giải pháp tạm thôi. Thôi kính thưa quý vị nha. Cho nên sáu căn là gì? Sáu căn là sáu cái cửa ngõ để chúng ta nhận thức thế giới, và không có một cái kiểu nhận thức nào được xem là tuyệt đối hết, nhớ như vậy nha. Và đã có điều tôi tính đó tự nhiên tôi quên. Trong kia đã bị đàm để tách rằng ấy, chúng sinh có ba cái sáu căn, nó có ba trường hợp, một là đủ sáu căn, ba trường hợp sở hữu các căn nhé, ba trường hợp sở hữu các căn, một là có đủ, hai là thiếu, do thiếu do tử kỳ cái máy rồi. Có ba trường hợp sở hữu các căn, một là có đủ các căn nhé, ví dụ mình có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, có đủ hết. Trường hợp thứ hai đó là đang thế, tức là phạm thiên nghe hữu sắc á, chỉ có ba căn là nhãn nhĩ và ý căn nha. Ý là cái tâm á, phạm thiên hữu sắc thì chỉ có ba căn thôi nha. Một là nhãn căn, nhĩ căn, nhưng mà căn ở đây nghĩa là gì, họ có khả năng nghe, họ có khả năng nhìn nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là họ cái mặt họ bằng trang giống như cái tấm nhắn ép, không phải nha. Mà họ cũng ngó họ y chang như mình, họ còn đẹp hơn mình gấp tỷ lần, thậm chí trong cái mới cái hình dáng của phạm thiên là chuẩn của đàm giới, chuẩn đó. Ví dụ như là đức phật cái đàm giác này đẹp, thì trong cái mới cái hình dáng là giống như hình dáng của phạm thiên vậy đó. Và cái âm thanh của đức phật á, mắt sai nha, cái mắt sáng là phạm âm. Vậy là nếu mà so sánh thì dễ hiểu là giống như cái tiếng kim ca lăng tần già, ca lăng tần già, ca đau vi cách là ca lăng tần già, ca lăng tần già, mấy cái này mấy cái bách khoa này biết được nó tốt nha. Nó là đây là một loại chim trong Himalaya đó, cái loại chim này nó hót đó, khi mà nó hót lên rồi đó thì coi như đó con thú lớn nó sẽ quên chuyện đi bắt mồi, và con thú nhỏ nó nghe rồi nó không còn sợ bị thú lớn bắt nữa. Nó hay đến mức như vậy, nó hót lên rồi là muôn thú phải lắng nghe, đặc biệt như vậy. Đức kinh nói đó, Đức kinh nói là cái âm thanh biết Phật hay giống như vậy, hay giống như là cái tiếng phạm âm. Còn cái phan gì, tôi quay trở lại ví dụ vụ sáu căn đó, có ba trường hợp sở hữu căn, một là có đủ sáu căn, hay là thiếu dùng nghiệp xấu, là có những người họ không có đủ ba cái ha, họ không có đủ sáu. Rồi có trường hợp thứ ba là không có và không cần, thì cái người cái hình ảnh đàn đang giải, đang giải thích, rồi sao cái người này hỏi hay người kia đúng. Nói về cái căn ấy, nó tức là họ có khả năng, cái phạm duyên họ không có cần ngửi mùi, họ không cần dùng lưỡi họ nếm, họ không cần cái xúc giác, nhưng mà cái thân thể họ phải tròn vẹn đầy đủ nha. Hồi nãy tôi nhớ tôi cái nói cái này, nó phải trọn vẹn đầy đủ,
họ tự nhiên nó thì đầy đủ, nhưng mà họ thì cái điều đó hỏi, cái họ cho hỏi như người nước Nam hay nữ thì hay là bê đô cũng biết, đó là khi bị nghẹt mũi đó, khi các vị bị nghẹt mũi đó, thì tôi nhìn cái tình trạng vẫn bình thường, tôi biết các vị là một người đẹp thì lúc đó tôi nhìn tôi thấy các vị vẫn đẹp bình thường, nhưng có thể bản thân các vị thì biết là cái mũi mình không có xài nữa thì vậy thôi. Còn các vị bị bệnh, cái lưỡi của các vị đó là coi như là trong nó bị đơ, nó không nên bị được, nghe bị bệnh nó bị cái lưỡi bị lạc. Nhưng mà tôi nhìn các vị thì vẫn là hình dáng bình thường, cái nó khác gì đó. Ở đây cũng vậy nha, ở đây cũng vậy. Ở đây đó là coi như phạm thiên tri trong kinh nói rằng họ không có đủ sáu căn, nhưng mà không có đủ đâu, phải là họ bị khiếm khuyết tàn tật cũng phải. Mà ngó bên ngoài nhắc lại nha, phải ghi là ngoại hình của phạm thiên vẫn kiệt đẹp, chỉ không có các giác quan nghe, chỉ họ chỉ không có cái gọi là khứu giác thôi nha, họ chỉ không có khứu giác, vị giác và xúc giác, chỉ không có ba cái này thôi nha. Mà các vị nếu có học ba lâu xưa thì các vị phải biết là ba cái này nếu nó thiếu đó thì chỉ có bản thân mình nó biết thôi, chứ còn ở ngoài mình nhìn ra thì ngon lắm. Giống như bây giờ giống như một con, giống như cái máy bị hư vậy đó, tôi ví dụ phạm thiên, giống như cái máy hư thì nó kỳ, mình cho tạm ví dụ như vậy đi. Cái máy hư nhưng mà nếu mà mình đừng có đập phá, đừng để nó bị trầy xước sức mẻ rồi nhìn nó cũng bình thường hết nha. Cái này nó không có cái chức năng đó, nó không có chức năng đó. Hoặc nhìn cái này mấy cái tháp lực đó, mấy cái tháp lực đó, thì cái chức năng của cái tháp lực này nó không giống cái kia, nhưng mà nhìn bên ngoài thấy nào cũng nhìn nào thôi, nó vẫn đẹp bình thường nha. Cho nên ở đây ngoài hình phạm thiên mà vẫn tuyệt đẹp, chỉ không có các khứ giác, vị giác và xúc giác, mà ba cái này nó không có, đâu có sao nhìn này vẫn đẹp như thế nào nha. Và đặc biệt trên đây cho phạm thiên sẵn nói luôn, cho phạm thiên không có, có phạm thiên không có cái từ giới tính, không có giới tính nam nữ, nhưng tất cả đều có hình dáng nam nhân, nhớ nha, tất cả đều có hình dáng nam nhân, nhớ. Đây là những cái chuyện người mới nhớ. Trên đó là ngoại hình họ tuyệt đẹp, họ là những cái mỹ nam đó, thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Có một điều là vì họ đã ly dục cho nên họ không có cái nhu cầu mà phải nếm, phải ngửi mùi, phải xúc chạm, mà không cần. Còn sở dĩ mà họ còn lại mắt với tai để gì? Để mà họ còn có thể nghe pháp, họ còn có thể để nhìn thấy. Bởi vì tu tập họ còn tiếp tục tu thiện mà, cho nên nó, họ còn cần đến cái chuyện nghe pháp rồi tu thiền, họ còn có thể xuống hầu Phật, họ còn có thể trao đổi với nhau, họ chưa có lìa bỏ hẳn cái tham ái đó với sắc pháp, thì họ vẫn còn hai cái tối thiểu đó. Thì tôi quên nhắc lại lần nữa là có ba trường hợp sở hữu các căn. Một là có đầy đủ rồi, đã nói rồi. Trường hợp thứ hai là thiếu, là do nghiệp ác, thí dụ như mình sinh ra mình bị thiếu một cái giác quan nào đó. Trường hợp thứ ba là không có thiếu mà là không có. Tôi cuối thì tôi tránh, tôi không có xài chữ thiếu được chứ đó. Trường hợp một là có đủ, hai là thiếu do nghiệp xấu, thứ ba là không có do không cần. Thì đó chính là đạo phạm thiên, nhớ nha. Rồi tiếp theo là đại kinh, đại kinh thống trị. Thì có một lần ở Đức Thế Tôn có bị coi là Đức Thế Tôn có cái suy nghĩ là thế giới này nó là toàn là hôn quân bạo chúa không, mà nó ngồi lên đầu đè đầu đè cổ người ta không. Như vậy thì có cái cách nào mà ngài phải nghĩ cho ngài, ngài nghĩ cho người khác à? Nghĩ rất là nhanh thôi chứ phải cho mình cầm tôi gửi ngài ưu thờ mẫn thế không phải. Mà ngài thấy toàn thứ hôn quân vô đạo gì đâu không, mà ngài mới nghĩ là còn làm sao có cách nào, có cái giải pháp nào để cho người ta làm vua mà ta được ác với người bên dưới hay không, để được ác cái dân chúng, làm sao mà vua nào cũng thương dân như con được hay không. Thì tất nhiên lúc ác ma mừng lắm, để ác ma thấy đây là một cái suy nghĩ mà coi như là hơi có vẻ phạm tục, hơi có vẻ phạm tục, mặc dù đó là suy nghĩ đại biên nha. Nhưng mà đấy, ác ma là đây một cơ hội quá tốt, là ông thầy của mình lập tức xuất hiện liền, xuống liền bạch Thế Tôn, Thế Tôn phải làm vua đi, bởi vì Thế Tôn mà muốn thì tất nhiên muốn cái gì cũng được hết trơn á, thì tôi không thể không. Ta nghĩ là vì đồng đại bi thôi, chứ còn đối với một người như ta như vậy thì làm gì có cái chuyện đi muốn cái này muốn cái kia. K
các vị có biết những vị mạnh đời là Đức Phật, khoa nói Đức Phật, nói Bồ Tát thôi, Bồ Tát Tất Đạt thôi. Trước khi ngài thành Phật, ngài đã có cái khả năng mà đắc cái phi tưởng, phi tưởng, nghe, tức là cái tầng thiền vô sắc cao nhất. Mà các vị biết rồi, muốn đắc được cái tầng thiền sơ thiền, cái tầng sơ thiền, tức là cái tầng thiền thấp nhất á, là đương sự phải ly dục. Có nghĩa là không còn bị sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm nó cám dỗ nữa. Đó là tầng thiền thấp nhất, ẹ nhất, tệ nhất, dởm nhất, kém cỏi nhất, tầm thường nhất. Cho cái sơ thiền á, vậy đó mà đương sự phải là ly dục. Phải là ly dục. Thì nói gì là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, và nói gì là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu sự, và phi tưởng phi tưởng sự. Cho nên ngay khi mà chưa thành Phật thì Bồ Tát Tất Đạt, nếu mà từ trần thì ngài sẽ sanh thẳng về cái, nếu mà ngài muốn, ngài phải theo chỉ muốn, nếu mà ngài muốn thì ngài sẽ sanh thẳng về cái cõi phi tưởng phi tưởng. Có nghĩa là ở đó ngài nhìn lại cái cõi, tức là với cái tâm tình của một cái người đắc thiền vô sắc, họ nhìn mấy cái vụ mà ác ma thiên tử rồi đế thích, họ nhìn nó giống như là mình nhìn mấy con chuột trùng vậy đó. Tôi biết tôi nói cái gì các vị nghĩ là tôi nói nặng, mà thật ra phải nói như vậy. Chứ nhìn mình là mình nhìn mấy con chuột trù, nhìn mấy con khỉ, mấy con dơi, nó gớm muốn chết luôn, nó gớm muốn chết luôn. Bởi vì trong chú giải nó rõ rồi đấy, cái cách mà yêu đương nam nữ ở các cõi trời dục thiên ấy, là nó đã khác nhau rồi. Cõi đau lợi với cõi tứ thiên vương thì nam nữ nó sinh hoạt tình cảm giống như cõi người, nhưng mà cõi dạ ma đó thì người ta chỉ ôm nhau thôi, là buông ra là sạch. Nhưng mà cõi đấu sức thì người ta chỉ nắm tay nhau thôi, đã cõi đấu sức người ta chỉ nắm tay nhau là xong. Ở cõi mà hóa lạc thiên đó, người ta chỉ cười với nhau là xong. Còn ở cái cõi thao hóa tự tại là người ta chỉ nhìn nhau bằng cái tâm ái nhiễm là xong. Tức là chàng và nàng chỉ nhìn nhau đắm đuối là xong. Chỉ không thành cười, nó cười nó quá thô, nó quá là thô thiển, nó quá là trần tục đi nghe, dễ sợ như vậy. Có nghĩa là cõi đốt xuất là chỉ cầm tay nhau thôi, mà cõi hóa là khi người ta chỉ cười với nhau thôi, chỉ cười thôi. Còn mà ở cõi mà thao hóa tự tại là hết cười rồi, chỉ nhìn nhau đắm đuối là xong. Thì các vị thử tưởng tượng đi, nó đạt tới cái mức như vậy thì họ nhìn mình dưới đây nó trần trụi, mà nó tầm thường, mà nó chật hẹp, mà nó dơ bẩn, mà nó lầy lụa, mà nó nhầy nhụa, mà nó tâm tử cỡ này. Cho nên là ta cái vụ ác ma mà nói là ngài làm vua làm tướng ấy, ngài không là cái gì hết. Tức là cái tầm của ngài đó là nó đã đi xa biển biệt sân khe rồi. Ok, rồi cố nhân đi bao giờ nữa vậy. Rồi bây giờ đó là tiếp theo là cái phần là cái phẩm thứ ba, là phẩm đại đa số ha. Thì có một số người đi theo mới đến mà tôi với Đức Phật là chúng tôi là người như vậy đang ngồi nhau. Tự nhiên có cái ông Bà La Môn và anh đó, anh nói là mày thằng bà ai đó, anh nói là tu chi thử một đời nó đã, là chứ còn tu chi nó hổ. Thì Đức Phật ngài nói sao, cái đó là ông Bà La Môn nói đó là ác ma. Bài kinh này như vậy thôi. Rồi tiếp theo là bài kinh Sa Mất Thí cũng vậy, có nghĩa là ngài Sa Mất Thí này là quý vị đã học rồi nha, nhưng mà thôi chắc cũng không nhớ đâu. Ngài Sa Mất Thí này đó là ngài cũng đang ngồi thiền trong rừng nha, ngài đang thiền trong rừng đó, rồi thì ác ma xuống phá ngài, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng được cái gì, thì ác ma mới bỏ đi. Rồi sau bài kinh Sa Mất Thí, bây giờ tiếp tục với bài kinh này, là bài kinh Gô Thí Cá. Bài kinh này mới mạp thôi, bài kinh này để hơi có một chút xíu chuyện nha. Có chút xíu chuyện, thì kinh Gô Thí Cá và kinh này có chút xíu chuyện, chút xíu chuyện phải nói. Ráng mình nó xong. Bây giờ bên đây nó đã là 8:40 rồi, thật ngưng hết rồi. Đấy, cái tình ngưng lên. Chỉ là nói nữa là coi như là tình ngưng đi ha. Chứ mà cạnh bên đây là 8, mà nãy tôi bắt đầu mấy giờ. Nãy tôi bắt đầu mấy giờ. Gần 7 giờ hả? À, chưa này, sẽ tính đến đầu, đây là bữa mình dành cho xong. Vô Thí Cá là một cái vị tỳ kheo bị trọng bệnh, bệnh nặng lắm.
bị bệnh nặng quá đi. Đây, bây giờ tôi đang giải cho chú giải nha, tôi giải chú giải còn tránh đại những người quý vị đã nhìn thấy rồi, mắt cái gì mà nói tôi em nữa thì tôi nói thôi, cái thân anh thôi. Thì bệnh này bị bệnh nặng quá rồi, bệnh này mới nghĩ rằng bây giờ sống chi nữa, bây giờ nó đau đớn quá thì bệnh này mới quyết định là tự sát. Quyết định là tự sát. Mà trong đây có nói rõ là bệnh này tu hành rất là đàng hoàng, rất là tinh tấn, rất là ngon lành, rất là ok. Nhưng mà bây giờ nó đau đớn quá sức. Trong đây có cái chữ thế này, cái chữ là thờ giải thoát. Trong đây có cái chữ thờ giải thoát, người ta đâu có thấy không? Cái chữ thờ giải thoát tức là sa mắc di căn chê tô mục tiêu. Thờ sa mắc di căn chê tô vi mục tiêu. Thì ngày mình thì trong Hán Tạng á, thời giải thoát, thời giải thoát ở đây là chỉ cho thiền chỉ nha, đâu chỉ cho thiền chỉ. Thì vị này đó là cái gì được nhé, ngài Vô Thí Cá tu tập cái là chỉ quán song tu. Phải nói là ngài là chỉ quán song tu, mà tôi muốn cả hai thiền chỉ quán luôn. Nhưng mà cái riêng cái thiền chỉ đó, có thì là nó mất, có là mất, có là mất đó, mấy lần như vậy đó, nó tắt thì lại mất, đặt lại mất. Thì ngay cái lúc đó là ngài là bị trọng bệnh, ngay lúc đó ngài bị trọng bệnh. Và ngài mới có một cái suy nghĩ như thế này, cái thiền ta có không có khó, mà cái điều ta giữ nó cũng không có dễ nha. Bây giờ đó ta ráng tranh thủ làm sao đó mà trước khi ta chết đó, mà ta có ta giữ được cái thiền, biết nói cho các vị nghe kịp không? Có người ta ngày người ta có là giữ luôn một ngày, tại vì ngày bị cái ba la mật á, cho nên cái ba la mật này có vấn đề, cho nên là cái có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Thì ngày mới suy nghĩ thế này, bây giờ ta đau đớn quá, ta đang bị bệnh, thôi bây giờ ta làm sao đó mà lúc mà nó có đó, lúc mà đắc thiền trở lại được rồi, thì lúc mình ta nên tự sát, thì ta tối thiểu cũng được rồi, thậm chí tối thiểu ngày tính toán dễ sợ người, tức là làm sao mà bây giờ nó cứ có mất cái này mệt quá, mà bệnh nhiều đau đớn quá, không bây giờ ta ráng, ta ráng mà làm sao mà để sẵn con dao lại, khi nào mà nó có thiền rồi, nó chứng rồi, là ta tự sát rồi, chúng ta sẽ về làm chi. Đó, ngài tính vậy đó, ngài tính vậy đó, tối thiểu như vậy làm chi. Mà trong kinh mới nói đó là sẵn cho các vị biết cái chữ đó luôn, cho nên các vị đạn nhiên đâu mà có cái chữ đó. Aparihine tức là thiền chưa bị mất. Đó. Rồi còn cái Parihine cha nó là thị cái là cái thiền bị hoại mất. Đây là cái thuật ngữ nha, có nghĩa là có những cái hành giả đó là họ đặt cho đã là ông địa, mà tới hồi họ chết đó là họ chết bằng cái tâm trạng của cái người Parihine cha nó là cái thiền bị hoại. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa, ông Đề Bà Đạt Đa được gọi là chết với cái gì, chết với Parihine cha nó là cái thiền nó bị mất, có rồi mất. Còn có những người là họ có làm sao họ giữ nguyên gì tới họ chết họ mất. Thí dụ như mình thấy đó là ông Asika Devila là ma đi đà đó, được ai nữa, ông A là đó cái làm đấy là cái ông mà gì đấy, ông mà dạy Bồ Tát đắc tên vô sự xứ, rồi cái ông đó là ông Út Trực á,
tất cả các ra Ramaputta là đây là hai trong đây tôi ghi trên ba vị. Thì ông thứ nhất là ông Asita Đề Vila, ông này nó là cái ông đạo sĩ mà tới mà câu tướng tới tử được tử mà để nên búi tóc của ông đó. Ông Matida đó, ông đắc cũng phi tưởng cũng phi tưởng. Rồi cái ông thứ hai, rồi còn hai ông còn lại là ông Ala Đắc Ca Lâm á. Thì ông này là cái vị mà dạy cho Bồ Tát Tất Đạt mà đắc cái vô số xứ đến cái tầng thiền ngũ sắc thứ ba đó, rồi thôi từ cái sức cái đầu dạy tới đó. Còn cái ông Uttaka Ramaputta này đó là ông dạy cho Bồ Tát đạt các cái thiền phi tưởng xứ. Thì ba cái vị này nó hỏi giữ được cái thiền kia nó muốn chết luôn, cho nên ba vị này chết rồi thì ông Ala Đắc Ca Lâm không sanh được cõi vô sở hữu xứ, còn riêng hai người còn lại thì đều sanh được cõi phi tưởng, có nghĩa là họ sẽ sống trên đó là suốt 84.000 đại kiếp, 84.000 sống đã đại địa đó đấy, có thể xuống nha. Thì cái chữ đó phải biết là Aparicha đó, Aparihidacha đó là Parihidacha đó là vậy đó. Thì ngài mới tính toán cái này. Ngài nói nếu mà bây giờ đó mà thì mình đắc dễ mà mất cũng dễ thì kệ nó cũng được, tại vì mình đau quá rồi bây giờ mình ráng mà sao mình đắc được tiền thì mình tự sát mình sẽ đi về chạy về thập thiên ở luôn lúc đó từ. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đi mà lúc mình không có thiền thì gọi là chúng ta mình sẽ chết theo cái kiểu gọi là Parihidacha đó, kiểu là chết với cái thiền bị mất. Và bây giờ mình làm sao mà là cái người mà chết cái thì bị mất á thì sao? Thì cái chết của họ đó, cái sanh thú của họ đó, nó không có được bảo đảm. Sẵn đây họ đừng có giữ gì luôn cho biết mấy. Cái sanh thú nó không bảo đảm. Ni bắt thấy gạch thì tức là cái sanh thú bảo đảm. Sanh thú là chỗ tái sanh. Ni bắt thái nghĩa là sure hay là just stable là chắc ăn. Ni bắt thái cách tí là sinh thú bảo đảm, có nghĩa là giống như tu đồ quà của mấy người đắc thiền mà trước khi chết mà không bị hoại thiền đó, là những người đó được gọi là ni bắt thái cách tí, có nghĩa là sinh thú bảo đảm nên không có đọa. Còn mấy người mình như mình vậy đó gọi là ni bắt thái trong giá nữa, ni bắt thái cách tí có nghĩa là sinh thú chú tóc đen. Thì anh đi bắt thấy gặp thì là chú tôi xin chú tóc đen, đó là gió mà mới đi về đâu. Còn với họ mà bị thánh hai này cái bị mà đắc thiền thì gọi là đi bắt thấy gặp thì, còn cái người còn lại thì gọi là anh đi bắt thấy gặp thì là chú tóc đen nghĩ cũng nản chứ. Thì lúc đó thì ác ma mới suy nghĩ cái này, cái ông này nè bà đã ngã tôi mới khen tôi nói nếu mà càng đọc thì sao thì mình thấy là ác ma đọc tay riêng quấn cho nên không phải là vợ không giúp người tay đọc ông nhân phong vậy đó, ác rồi là ác nhưng mà nó nội công thâm hậu giỏi lắm mà cái người ta trốn thôi. Thì ông quan sát ông biết rằng với cái tâm tư của ông này nè mà nếu mà ông ráng thế này là có thể là ông sẽ đắc a la hán dễ sợ như vậy. Ác ma giỏi và nó là kinh khủng, giỏi và nó là nghiêng trời đó. Cái thế đó mà coi như là ông biết mà ông nói bây giờ làm sao mà nếu mà để ổng để cho cái chuyện tự sát của ổng mà nó thành công, nói chung là đừng có nếu không quấy rối ổng lúc này nó làm sao đắc a la hán, mà cái đó là cái điều không nên xảy ra. Bây giờ làm sao mà để cản được cái này đây, mà ác ma biết rằng nếu bây giờ người ta ra tay thì cái sức của ta cản không được cái con người này dễ sợ vậy đó, nhưng mà có một con người có thể cản được ông được cái ông chị kia mà đắc a la hán, đó là sư phụ của ông đó. Sư phụ gần thì cái cản ở đây là trong cái đây gọi là bất thi tà hệ thì bất thi tà hệ thì là ngăn cản. Thì ông thấy ông ác ma quan sát cái nội tâm của ngài Vô Thí Ca và biết rằng nếu mà ngài tiếp tục đau đớn như vậy, nhưng mà ngài tiếp tục tu tập theo như là ngài đang làm đó thì coi như ngài sẽ đạt A La Hán. Và bây giờ ông làm sao ông cản này, ông ác ma mới xuất hiện đến Phật, Đức Phật ác ma mới báo, ác ma mới nói là trời ơi đệ tử của ngài đó có bị đập chính kinh, có bị thấy mà tới nói trời ơi đệ tử của ngài thôi bây giờ là tu hành ngon đầm như vậy đó mà đức của họ đắc gì hết mà còn muốn tự sát không ơi, để làm gì nó để gì muốn kiến tỏ cho ta thấy là mình ngon lành. Mà ông mới nói là ôi dân ngọn thế gian vậy đó,
nó tưởng sao tôi như đã rồi, cuối cùng rồi không có đắc gì hết mà còn vì cái tiếng đề ha, vì cái tiếng đề mà coi như tự sát để mà chết để mà để tiến lại, ý ông nói vậy đó. Thì lúc đó đó Đức Phật thì biết hết, Đức Phật thì biết hết. Lúc đó đó là ngày Đức Phật thì biết là khi bác ta mà báo được như vậy đó, thì lúc ở đằng kia là ngày Gô Thí Cán ngài đã tập hỏi một cách là đại tông như đây mới nói thế này là ngài đã dùng con dao ngài cắt cái thanh quản của ngài, cái thanh quản cái khí quản đó, cắt cái cổ, cắt cái cổ. Tiếng Pali gọi là Galanali, các ngài ở chỗ đó làm sao còn sống, các ngài ở chỗ đó làm sao còn sống. Mà ở đây sẵn ở đây cho bà con biết luôn mấy chữ cũng vui, là tức theo trong các cái vị mà văn phạm giai các vị nói cái chữ gá lá thì nó là gần cổ, gá lá này là cổ của họng mình á, mà cái chữ gắt chặt tí á tức là gầm rống, mà cái chữ dí rá có nghĩa là ca hát, mà cái gá lá này nè, cái gá này lá này là cổ. À, nhưng mà chữ ví la tí này đấy nó có nghĩa là nước cũng thế, đó là những chữ mình để cái gá lá là nước, mà ví la tí nghĩa là nước, ở gá lá là cỏ cổ họng mình á, mà chúng ta tại sao chúng đây tới đây tới đây, tại sao mà đây chúng ta lại để chữ ví ra đây là sao, bởi vì theo cái lực á là cái chữ r, chữ a eo thỉnh thoảng là một, rồi chữ V, chữ B cũng vậy nha, đây là những cái mà mình để ý. Cho nên ghi lá cũng là ghi lá gọi là gá lá, nghĩa là mà hát là gì, hát nghĩa là mình sử dụng cái cổ mình ha, mà nuốt là gì, nuốt là mình cũng sử dụng cái cổ mình, cho nên đây là những cái chữ mà mình thấy rõ ràng có quan hệ với nhau. Rồi thêm cái chữ gách cho tí, chữ gách cho tí thì các vị đọc cái chữ gách cho tí thì các vị cũng thấy phát âm từ cái cổ ha, mà có nghĩa là gầm lắm, gầm lắm người ta vậy đó. Rồi đó chuyện tào lao nói cho biết thôi, tức là sau khi mà ngày cắt cái cổ họng của ngài rồi đó, là ngài biết ngài đã đắc thiền trở lại, ngài cắt cổ họng ngài, lúc đó là ngài y cứ trên cái nền tảng nội tâm lúc đó, trên lúc đó là ngài quan sát cái khổ của ngài lúc đó từ cái thiền chỉ, ngài quan sát cái nội tâm bằng cái trí tuệ thiền quán và ngài đắc quả A La Hán. Thì trong trường hợp đó, trong trường hợp đó A Tỳ Đàm gọi bằng cái thuật ngữ chuyên môn, tức là nghĩa là đắc đạo chí mạng, đắc đạo chí mạng. Có biết các vị có nghe bị chí mạng không ta? Ví dụ như nó bị đâm một nhát chí mạng đấy, chí mạng. À, ok đúng rồi. Thì cái chữ chí mạng ở đây đó là từ cái tiếng Pali là samasi si samas, được có nghĩa là cùng lúc hay là đồng thời. Samas ở đây nó có nghĩa là cùng lúc hay là đồng thời. À, còn cái si si ở đây là cái đầu. Nó từ cái chữ là cái đầu nha. À, cái đầu có nghĩa là sao, có nghĩa là cái việc mà mình đắc đạo nó được kết thúc cùng lúc với một cái chuyện gì đó thì gọi là đắc đạo tột mạng. Ví dụ trong đây có kể ba trường hợp samasisi, ba trường hợp samasisa. Trường hợp thứ nhất gọi là trường hợp này, mấy cái này mà ai mà chịu nếu mà siêng thì cũng nên chết mới là để học nha, nếu mà siêng thì cũng nên chết là để học. Trường hợp thứ nhất gọi là ý ri ya và thác, tôi biết tắt thôi nha, có nghĩa là vừa kết thúc một động tác
cũng cùng lúc chứng đạo. Rồi trường hợp thứ hai gọi là Rogha Samasisi, đó là khi bệnh hết thì cũng vừa chứng đạo. Rồi trường hợp thứ ba gọi là Jivita Samasisi, có nghĩa là vừa tắt hơi chứng đạo trong lúc tắt thở. Mới có ba cái như vậy. Thì trong kinh nói trường hợp như ngài Ananda đó, là suốt đêm ngày đi kinh hành, nó đi thiền hành, nó đi tới đi lui, đi tới đi lui, rồi sau là ngồi tọa thiền, sao mà thiền hà, tọa thiền rồi cái bắt đầu là kinh hành, thiền hành rồi kinh hành, đi tới đi lui, cái thực tâm là tọa thiền rồi kinh hành chứ, đi tới đi lui, đi tới rồi suốt đêm mới ngồi, rồi đi thì ngồi mệt mỏi lắm, xuống tới gần sáng là thấy quá sức rồi, thôi bây giờ mình nằm nghỉ đi, rất là tỉnh tích. Thì trong kinh nói ngày mới vừa nghiêng cái người xuống, mà ngày đánh nghiêng, ngày nghiêng bằng cái chánh niệm, tức nghĩa là hàm giả thứ thiệt, các ngày là hàm giả rồi, hàm giả 24/24 đó, 100% á. Chứ tại vì kiểu mình đó là buổi sáng nghỉ vô ngồi với đại chúng từ 8 giờ tới 10 giờ rồi cái đi ra giả lao ăn cơm xong cái 2 giờ lên ngồi tiếp, cái 2 giờ lên ngồi cho tới 6 giờ mà cứ để mà đi ra bước ra khỏi cái thiền thất thiền đường rồi đó, là tung tăng rồi alo rồi phone, rồi có thể biết thì biểu họ không cho, để ra mình đi mình cũng thấy thoải mái, là thấy gió mát rồi hương đồng gió nổi từng lớp hết, nhưng mà không, hành giả bằng giả dỗm. Chứ hành giả mà 100% á là thiền đường hay là trong hay là ngoài thiền đường giống nhau, trước mặt đại chúng hay là về phòng riêng một mình giống nhau, đi ăn hay là đi restroom giống nhau, tắm rửa hay là đánh răng súc miệng giống nhau, bất cứ ở đâu và lúc nào luôn luôn và luôn luôn chánh niệm. À, cái đó là hành giả, hành giả bậc thượng nha, giả bậc thượng có nghĩa là chỉ cần mà trừ biết ngủ ra thôi, để mà sáng mà chợp mắt dậy mà cái đầu chân mà vừa chạm mặt đất là bắt đầu là chánh niệm suốt cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ vào buổi tối nha. Có nghĩa là không có cái chuyện mà lên đến thiền đường thì chánh niệm, rồi đi về phòng mà lúc hành thiền là chánh niệm, rồi cái tọa tụt ra ngoài cái là trại của thiên đã địa nào có, mà hành giả thứ thiện là phải như vậy nghe. Hành giả thứ thiện là suốt mùa. Còn hành giả bậc trung là sao? Hành giả bậc trung có nghĩa là ngoài những cái giờ mà hành thiền ra đó thì chỉ có làm toàn là cái việc hữu ích thôi, ví dụ như là tụng kinh nè, thuyết pháp nè, rồi quét dọn vệ sinh vân vân, sinh hoạt luyện cái sinh hoạt mà hoàn toàn nó là vô hại và thậm chí nó còn hỗ trợ cho cái chuyện tu tập nữa, đó là một tâm. Có nghĩa là ngoài cái giờ đó ra nè, thì chánh niệm nó phải lơi lỏng nhưng không có làm chuyện gì mà tào lao hết. Còn anh bậc hạ là anh thảm nhất, anh bậc hạ là cái anh mà là hành giả mình nữa là clock meditation, có nghĩa là hành giả theo cái đồng hồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vô trong thiền đường nhé, trước mặt mọi người thiền sư thiền sinh đó thì thôi chánh niệm rồi thẳng lưng rồi liêm chiêm rồi tập lâm đó, nhưng mà bước ra khỏi thiền đường một cái rồi đó thì có thể đi chợ, rồi có thể gọi phone, rồi có thể lên thư viện đọc sách, rồi có thể ra ngoài thì làng tám có nghĩa là người tán gẫu nói xạo nó dốc, rồi tới chiều có thể ngó đồng hồ cái giờ đỡ vô ngồi tiếp. Cái loại là hành giả bậc hạ là vậy đó, có nghĩa là cũng tu hành nhưng mà có giờ, có giờ theo Phật, có giờ theo ma đó nè, đó gọi là bậc hạ. Còn cái bậc trung á là ngoài những cái giờ mà cố định ra đó, là có nhiều họ chỉ có làm này làm kia đó thì họ cũng làm toàn chuyện đàng hoàng, nhưng mà có thể thất niệm nhưng mà làm toàn là chuyện đàng hoàng. Còn cái anh bậc thượng là không, anh bậc thượng là coi như cái những cái sinh hoạt nào mà nó không có thật sự cần thiết cho cái chuyện mà thiền định là họ dẹp quanh bên, họ chỉ toàn tâm toàn ý dốc hết lực lượng, dồn hết quả lực cho một chuyện duy nhất, đó là chánh niệm. Và chánh niệm của họ không phân biệt nơi chốn thời gian, không có 100%. Thì với cái người như vậy đó
thì họ có thể chứng cái loại thứ nhất này, này gọi là Iriya Patthasamasi, có nghĩa là khi họ vừa kết thúc một vai nghi, một cái loại động tác thì họ có thể chứng quả cùng một lúc đó. Đó thứ hai gọi là Rogasamasi, có nghĩa là mình theo dõi một chứng bệnh rồi đó, mà cái bệnh nó hết thì cái phiền não nó cũng tan theo. Còn cái trường hợp thứ ba gọi là chi với tác sĩ bác sĩ, có nghĩa là cho những người đó ngày xưa là định sự thì dịch là đặc đạo tột mạng, nhưng mà tôi thấy cái tột mạng hay lạ đó với người Việt, cho nên tôi cố đi sửa là chỉ thành điểm chí mạng. Trong năm nay năm ngoái và năm nay tôi vừa trên hai quốc A Di Đà, thì trong đó tôi có làm thử một cái đề nghị, tôi đã có những cái chữ mà tôi dịch mới đi, nhưng mà tôi vẫn trân trọng để chữ Pali bên cạnh, và nếu cần cũng kèm một lời thưa rất lễ phép. Đó là vì sao tôi đề nghị chỉ này đấy. Chứ không phải là cái người xưa đi sao, người sao đi như vậy, không có một cái sự nhìn lại thì nó cũng ổn quá. Thì nếu mà thế hệ trước mình mà họ cũng ù lì lì như vậy đó, thì mình về nó cũng nản lắm. Thế giới đó phải luôn luôn đi tới mà. Ok. Thì cho nên ở đây mình thấy là cái vị này sau khi mà có nhiều cắt cổ họng rồi, thì vị nó mới lấy cái nỗi đau đó, đó là cái đề mục đó. Người ta ngon lành như vậy thật đau lắm á, nhưng mà thì trong kinh nói là do nghiệp bất cứ nghiệp tự sát nhiều đời chứ không phải một kiếp nha. Cho nên bây giờ sinh ra là tự nhiên thích nghĩ đến chuyện về giải quyết bằng cách đó, thích nghĩ. Mà cái đây cái tự sát nó do hai nhân nha, tự sát do hai nhân. Giờ hai nhân, một là thói quen, cộng với nghiệp sát, phải hai cái đó mới được. Chứ nếu mà mình chỉ có nghiệp sát không á, thì mình chỉ yếu thọ, chỉ bệnh hoạn thôi. Nhưng mà cộng với thói quen nhiều kiếp, tức là mình thích giải quyết vấn đề mình cảm tác, thích giải quyết vấn đề mình cái đó. Thích giải quyết vấn đề bằng cách là tự kết thúc, tự kết thúc. Tôi biết có nhiều người họ lạ lắm, mỗi lần họ giận là họ làm khổ người khác, xô bàn đập giấy bánh cho chỉ mèo, ai đụng cho họ lúc đó là tôi như mệt rồi. Còn có người lạ lắm, họ không có khuynh hướng bạo lực, mà họ giải quyết bằng cách là họ tự bạn ái. Biết cái gì cái biết đó không? Gọi là hai cái cách để giải tỏa ảnh ức. Một là bạo lực trên người khác, còn hai đó là tự bạc đãi bản thân. Thì tôi đã có đó, tự bạc đãi bản thân, tự bạc đãi bản thân có nghĩa là họ giận nó là tự họ xử họ. Ví dụ như tôi có biết một cái cô bậc tử, mỗi lần cô giận nó là cô làm bếp rất là nguy hiểm, cô cầm con dao rồi cô có thể cô bấm mạnh cái lưỡi cho nó chảy máu, rồi để cho chồng ngủ can, để cho con ngủ can. Cô thích như vậy đó. Gọi là cổ giận nó, cổ thích lấy cái đầu của gõ trong tường mà khô nó, một mình mới gõ. Mà đợi có ai đó mà cái người nào mà thương mình dữ dằn đó, mình mới gõ. Mà cô là người chắc người già là chắc trong đó nó bị rơ hết bạc đạn nếp xa, mình có đun hết một con đó. Tôi nói cái mà cho nó đứt nguyên trần nó, thì cứ gõ cái đó người chết rồi. Cái kỳ lắm, có người là họ cũng họ muốn trút, họ muốn trút cái giận bằng cách là họ bạo lực cho người khác. Còn cái hạn thứ hai là nó bạc đãi bản thân. Thì cái này đó là coi như là một cái khuynh hướng tâm lý. Và theo Đông Kinh nói đó, cái gì đó, cái gì trong đời này nó là cũng là do thói quen khác, do thói quen là thường cảnh y đó. Thường nghĩ cái gì nó xuất hiện quá hai lần này, thì cái đó là rất dễ trở thành thường cảnh y. Và bên Tây mà cũng có một câu nói này, họ nói đừng coi nhẹ một cái suy nghĩ, đừng có coi nhẹ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì chỉ cần nó lặp lại nhiều lần thì nó sẽ biến thành hành động, mà hành động được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen, và thói quen nó chính là số phận của bạn. Dễ sợ chưa? Cái câu nó rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, đừng vô thừa những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, bởi vì nếu chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng sẽ biến thành hành động, mà hành động đó, được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành thói quen. Và thói quen nó chính là định phận, là số mệnh của chúng ta. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Chứ mình, thí dụ như mình có là hành giả tứ hành xứ mà cộng thêm, nếu mình đọc A Di Đà là mình phải nhớ cái này. Khi có một suy nghĩ nào thoáng qua, mình phải nha, một mình cũng phải làm như vậy. Một mình đó,
mà thấy nó vừa xuất hiện ứng hình bậy nha, bậy bởi là cái đó lòng hại người nha, mình giận quá mà mình tính tiếng kia thôi, mình chửi cha nó, nhưng mà mình chứng nhận cái này hại người, ví dụ người ta phản ứng lại được cái chuyện nó dây vui biết cái nào cho hết, tự mình phải giải quyết chuyện người ta phản ứng lại rồi nó sẽ dây vui, nhưng biết cái nào cho hết, cho nên biết mà kềm chế được thì mình kềm tập cái nó quên. Và các vị thì có thể tu tôi nói thầy đà pháp môn nào tôi không biết, mà riêng tôi thì tôi học A Tỳ Đàm, tôi nghiên cứu về thiện, cuối cùng tôi vẫn chọn cái pháp môn đó là tự kiểm thị. Có nghĩa là có những cái lòng tôi thật sự nó chưa tới cảnh giới đó, nhưng mà tôi vẫn tự ép thôi. Ví dụ tôi biết tôi tự nhủ lòng tôi là trước sau cũng chết nha, trước sau cũng chết. Thật sự tôi đừng lỡ rất là nhiều từ cái câu thần chú này, trước sau mình cũng chết nha, trước sau mình cũng chết, cứ nhớ hoài như vậy. Nó có lợi vô lớn lắm, bởi vì nó lúc đầu thì có thể là nó ô cái đó là cái pháp tu ba xu bốn cắt, tự kiểm thị mình phải ngồi mình quán chiếu chứ còn mà tại sao mà mình phải tự mình dụ mình, nhưng mà không, từ hạ căn độn trí tu tạo lại tu nhớ huệ căn, tu nhớ huệ căn thôi, tu theo cái kiểu mà tạo lại rồi đó. Nếu mà luôn luôn mình có tâm niệm mình vô trong lòng mình nó không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà kệ nó, cứ ép nó, lâu ngày nó quen, nó quen mình phải tin cái chuyện đó. Cho nên nếu ai hỏi tôi bây giờ thì kiếp này mà tôi mong đắc chứng gì tôi nói không, tôi chỉ mong nó là chết kiếp này, tôi sẽ chết bớt sẽ chết là một, cái hai nó là trúng chữ bớt giận vậy là mừng lắm rồi nha. Và cái thứ ba nó là trước giờ chết đó, tôi mong tôi chết chán, tôi đừng có chết sợ. Nếu tôi nói và bao nhiêu lần bà con còn nghe này không ta, kiếp này nó có gì muốn đắc thì đắc, muốn cần biết, nhưng mà tôi cũng nhắc một chuyện, ráng suy tư sống như thế nào đó mà để mình chết chán chứ mình có chết sợ. Chết chán chắc hiểu rồi đó, người Việt Nam nghe mà nói không hiểu thì đi chết đi. Chết chán nghĩa là nó cũng hết có tha thiết gì rồi thì nó tốt hơn là chết là sợ. Bởi vì chết sợ là chết tiếc nuối đó, nó dễ sợ lắm cảm giác đó. Bởi vì ông Krishnamurti đó, ông nói đó, cái sự chết bản thân cái chết nó không có đáng sợ bằng cái sự sợ chết. Cái câu này đáng mà ta học thuộc lòng nha, cái chết này không đáng sợ bằng sự sợ chết. Câu này hay quá hay nè. Còn một câu nữa, trên đời này không có cái gì đáng sợ cho bằng bản thân cái lòng sợ hãi. Đây là cái câu của một cái cha nội mà coi như là tổng thống Mỹ nha, cái ông làm tổng thống Mỹ, ông làm tổng thống Mỹ vậy nói đó. Là không gì đáng sợ bằng chính lòng sợ hãi. Thì câu này cũng đáng với tôi, câu này cũng hay, tức là cái chết nó không đáng sợ mà cái sự sợ chết nó mới đáng sợ. Sợ gián, sợ chuột, sợ ma, sợ bóng tối, tùm lum hết. Tất cả những sợ này nó không có cái nào mà nó đáng sợ bằng chính cái bản thân của lòng sợ hãi. Cho nên từ những cái chỗ này là mình mới phải tâm niệm một điều là tôi sẽ ra đi bằng sự nhàm chán, ê hề, chán chường. Thì tôi không có ra đi bằng cái sự tiếc nuối, bằng sự sợ hãi. Thì tôi sao cũng đứt bóng chứ không chết thâu. Nhưng mà chết kiểu đó nó không ổn nha, không ổn. Và nếu các vị là người chí thân chí ái của tôi mà tôi nhìn các vị mà vung bắn người lên cái nét mà nắm chặt tay tôi đổ mồ hôi lạnh mà xương cắt mà cứu tôi sợ quá rồi. Tôi thấy vậy là không xong rồi, không xong rồi. Giàu đó là mẹ đùa của tôi mà tôi thấy bà mất cái đó chặt lòng tôi không yên. Xương cách nào xương cứu mẹ không xương. Cái gì mẹ sợ quá, mẹ muốn chết xương, mẹ sợ quá. Mà tôi vui cái mà tôi muốn là gì? Cái tôi muốn là quý vị ra đi trong sự thanh thản. Đấy, có nghĩa là thấy đã đến lúc bỏ món đồ cũ rồi, giờ xài đồ mới. Bây giờ mình đang trên đường ra thị trường đây, mình sẽ bay về một cái phương trời mà mình muốn đây. Mình sẽ có nhà mới, mình sẽ xuống một thị trường có nhà mới, có một cái bối cảnh mới, có những bè bạn láng giềng mới, có một đời sống mới, vui vẻ hơn, đẹp hơn. Mình sẽ có niềm tin như vậy chứ. Và để có một để củng cố niềm tin đó thì mỗi ngày mình sống nhẹ hơn, tục hơn. Tôi nói hoài, tôi nói nước có ba thể, lỏng, đặc và khí.
nước cơ thể lỏng luôn luôn tìm chỗ thấp mà chung xuống, mà nước nước cơ thể khí luôn luôn nó có cung nước mà nó tự bốc lên cao nha. Thì khi mình sống một tâm hồn nhẹ nhàng thì cái hơi thở mình mà nó vừa dứt một cái rồi trong tự nhiên mình bốc hơi, vì cái tâm mình nó nhẹ như nước cơ thể, nước cơ thể khí. Còn dần cái thứ mà nó sống mà ích kỷ nhỏ mọn ganh tị tiểu tâm đê hèn tham lam sân hận ngã mạn tà kiến, tâm nó nặng lắm. Lúc bây giờ nó cái tâm nó giống như nước mà thể lít kịch gì đó, thể lỏng gì đó, có nghĩa là nó cứ kiếm chỗ nào thấp nó chung xuống rồi. Tự động nước nó thể lỏng là nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống, nhưng mà nước mà thể khí thì khác nha, nó cứ kiếm dịp nó chung lên. Thí dụ như mình thấy một làn khối thuốc, cái khối thuốc nó cũng là hơi nước nó tự động nó bốc lên, rồi hơi nước mình nấu để mấy lần nữa để nó ăn thì biết cái nồi mà nó sôi rồi mình, cái nắp mà nó hở là một chút thôi là nước nó được, nó xì lên trên, chứ không bao giờ mà cái hơi cái khí cái hơi cái khối hoặc là hơi nước mà nó đi ngang cái xuống là gì đâu không có, chỉ được là me nó phá mình thôi, chứ còn mà cái hơi nước nó cũng có hướng đi ngang hết trơn. Còn cái anh mà thể đặt thì này, để đâu nó nằm yên đó thì sao cái anh nó dễ cảm nó quan trọng. Mà trong chỗ này tôi đang muốn nói là mình hãy biến cái tâm mình nó thành nước ở thể khí, đừng để nó biến nó thành thể lỏng. Cái tâm mà nó nặng quá thì tự nhiên không nghe rủa mình hết, mình cũng tự động mình kiếm chỗ thấp mình chung xuống. Còn cái tâm mà nó nhẹ nhàng á thì nó giống như là nước ở thể khí, thể hơi gì đó, thì khỏi có tụng niệm nữa tự động nó cũng bốc lên trên. Đây cái đây là phải nhớ nha, cái này nó quan trọng lắm. Cứ cho nên là mình tu học ok, học càng nhiều càng tốt, tu được nhiều càng tốt, nhưng mà nhớ chừng chừng những cái nhẹ nhàng nhất, những cái căn bản nhất đó, để mà đối diện với một ngày mai không lấy gì làm sáng sủa. Trên bây giờ chúng ta giờ muốn dù không thì cũng đang già mà, đang già. Tiếp theo là bài kinh Sắc Tá Bát Xa, là bài kinh 7 năm. Thì ác ma có nhìn nhận rằng thì là con đã theo dõi cái con trong suốt nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà không thấy đổi lòng của Thế Tôn. Để lại lòng cũng nói câu dễ thương nha, em mang lâu dễ thương rồi, bài kể đó thông qua luôn nha. Điều qua bài kinh tiếp theo, rồi kinh cuối cùng đó là bài kinh Con Gái Của Ma Vương. Con Gái Của Ma Vương, chúng ta phải ghi nhận một điều rằng là ba nàng này nè là xuất hiện trước Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo. Trong khi đó giữa những người Phật tử Việt Nam á, thì cho đến bây giờ đó họ đọc tùm lum lắm mà mắt cái vợ sợ kinh nó cắn, cho nên họ không có dám nghiên cứu, họ cứ ai viết cái gì mà đọc cái đấy. Chứ hạn như đến bây giờ mà còn vô số người Việt Nam tin rằng á, Thái tử Tất Đạt á, xuất gia năm 19 tuổi, đúng như vậy đó. Tại con mấy người Việt Nam đồng ngư tôi họ tin gì, họ tin xuất gia 19 tuổi, biết lấy vợ hồi nào, có đã không? Rồi trụ thế, thành Phật rồi trụ thế là 49 năm đó, rồi gì nữa, rồi trước khi thành đạo á, tọa thiền 49 ngày trước khi thành đạo, trước khi thành đạo. Đây là những con số mà không thể nào tào lao hơn được, bởi vì tính theo trong cái lịch sử Đức Phật á, thì năm ngày 16 tuổi là ngày lập gia đình của Đại Tất Đạt á, thì 16 tuổi lập gia đình á, thì 29 tuổi đó, cái ngày cuối cùng của cái trước khi ngành xuất gia là lúc đó ngày 29 tuổi, thì ngày có đứa con đầu lòng năm ngày 29 tuổi, ngày đi tu trong rừng 6 năm 29 cộng 6 là 35, ngày thành đạo năm 35 tuổi, ngày trụ thế 45 nữa là 80 nha. Còn mình tạo tôi định sửa là mình dựa đâu rồi là chế làm cho hư cái đạo mà không biết mình sửa sao, mình xuất gia 19 à, rồi trụ thế 10, trụ thế người nãy đời đó là 49 ác kìa à, rồi thêm nữa bên kinh điển Pali á thì cái con số mà 49 ngày này nè là sau chứ phải là trước nha, tức là sau khi thành Phật rồi thì ngài không ăn uống gì hết suốt 49 ngày, tức là suốt 7 tuần lễ như vậy. Có chỗ lúc người thay đổi chỗ ở chỗ ngồi, có lúc thì ngồi gốc cây này, có lúc thì ngồi gốc cây kia, có lúc thì đi, có lúc thì ngồi, suốt 7 lần như vậy, 7 tuần lễ như vậy. Mà sau khi sau khi thành đạo, cái con số 49 ngày là sau khi thành đạo. Còn trong nguyên Việt Nam á là 99,9% Việt Nam là không biết đạo được thôi,
Anh nếu mà biết là vai Đức Sư Sơ là lúc nào cũng ở miệng ra là nói là nghề ngồi thiền 49 ngày là nó thành đạo. Ác cái chỗ là mà cái người Việt mình nó có một cái lời nguyền của cái tuổi chàm ấy, của tuổi chân lạp là nó nguyền là cái tuổi đây là diệt chủng đau rồi đó, là về tôn giáo rồi, về chính trị là tụi bây là những cái thằng mà dốt nhất hành tinh. Và lời nguyền nó đã chứng minh người Việt Nam học giỏi vô cùng, người Việt Nam thông minh vô cùng, nhưng mà lại trà đừng đụng tới hai lĩnh vực tôn giáo và chính trị. Người Việt Nam mà đụng với tôn giáo và chính trị thì chỉ là những kẻ nô lệ và con chuột bắt cho thiên hạ mà thôi. Và tôi nhắc lại, người Việt Nam có 1 tỷ người thông minh vô cùng, phải nói 1 tỷ đó, 1 tỷ người thông minh vô cùng nha. Nhưng mà đặc biệt là tôi quỳ tôi lại người Việt Nam, đừng bao giờ mình có cái vọng tưởng, có cái cao vọng mà đụng chạm với tôn giáo và chính trị. Cứ nghĩa là cứ thà dốt đạt đi, chứ còn một ý mà mò tầm bậy lạ lắm. Ví dụ như mình thấy người ta có ông Chris McKee, người ta có ông Osho, người ta có biết bao nhiêu vị giáo chủ kiểu như thiền sư như mình thì không. Mình nói thì mình sáng tác là mấy cái đạo địa phương á, cái là local religion của mình á, mấy cái đạo lạ mà tôi kể ra mất hết đường về nha. Chứ mình sáng tác là những cái đạo lạ lắm. Tại vì kinh điển Phật pháp có sẵn hết chữ tu. Đừng chế là mấy cái mà nó không giống ai, nửa Tây nửa Tạo nó lạ lùng lắm nha. Mà các vị ngày xưa đó thì nghe tôi nói như vậy, các vị có thể là nghĩ rằng chắc tôi mang bông mà tôi những bài xích này, nhưng mà không, bây giờ có internet mà, có Google mà, tại sao mà mình cứ phải giờ hờn lẫn nhau chi nha. Mình nghe ông nói vậy sao bây giờ giận ông này quá, ông này ông nói vậy ông đụng chạm với cái cẩu thiên của tôi sao được rồi, để tôi vui mình hết tôi còn ông nói đúng không nha. Rồi tại sao mà ông dựa vào đâu mà ông nói là chúng tôi là nói là xuất gia 19 tuổi rồi trụ thế 49 năm, rồi tại sao ông dám nói là chúng tôi nói là 49 ngày tọa thiền trước cái thành Phật. Tất cả những cái này chúng ta phải đọc kỹ này nha. Và ông ném không quan tâm thôi. Rồi thêm nữa là ba cái cô nữ ma này nè, ba cái cô mà tiên nữ và con gái ma vương này đó, là có chỗ nói rằng là xuất hiện trước khi là thành Phật, không phải sao? Đúng, ma vương mà cha đó, năm ma vương đó, tức là cha ba câu này thì đúng, xuống phá ngài là lúc đó ngài chưa thành, đúng. Nhưng mà ba câu này mà xuất chiêu đó, xuất chiêu mỹ nhân kế là sau khi ngài thành, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Thì ba cô xuống nói là mỗi cô mới hóa hiện là một cách, mỗi cô hóa hiện là một cách, đủ cách đủ kiểu hết. Nhưng mà cuối cùng thì thấy không xong rồi không có đi mất. Nhưng mà có điều tôi cũng phải nói thêm là tại quý vị trong rung thì mới nhớ dùm là ba cái cô này nè là phước báo đầy mình chứ không phải là tầm thường nha. Bởi vì theo ở trong kinh mà chúng tôi được biết thì các cõi dục thiên mà thấp thấp đó, có thể nhờ bố thí trì giới lai lai mà lên được. Ví dụ như là tứ thiên vương hay là đau lệ hay là dạ ma, nhưng mà có thể từ cái anh mà đấu sức trở lên, đấu sức rồi hóa lạc thiên và theo hóa đường tại, đó là cái người nó phải có cái bác quan trai của nó thật là ngon lành. Thì giữa những người ngon lành là dĩ nhiên là sẽ nó giống nhau trăm trăm được. Để cái anh nào mà được best, anh sẽ sanh về cái cõi phi tự, đó sẽ là cái cõi tha hóa tự tại. Còn anh nào giỏm hơn chút thì cứ sanh về cõi thấp hơn thấp hơn, nhưng mà đại khái là phải bát quan trai mới sanh về mà ba cái cõi dục thiên. Phải ghi rõ bát quan trai là vì sao? Chỉ nó rất đơn giản, người mà cần dục nhiều á thì cái thời gian mà thiện tâm nó ít. Cứ nhớ như vậy, cái người mà hưởng dục nhiều, thích sắc đẹp tiếng hay bị con người ta, cái người mà còn nặng dục á, nặng tình cảm nam nữ, nặng sắc thịt á, thì cái người đó cái thời gian mà thiện ít. Cho nên cái người mà cái người mà tu bắt quan là cái người giảm được dục, cái chuyện thứ nhất giảm dục thì mới được cái đó. Thứ hai là cái cõi càng cao thì các cái đời sống của họ nó càng vi tế, nó càng tinh vi. Mà nếu mà anh mà hưởng dụng nhiều quá thì cái lòng anh nó thô nặng lắm, anh lên nó không nổi. Nhớ là nó có nhiều, nó có tới 1000 đó, một lý do này. Thứ nhất, người mà nặng dục quá đó thì cái thiện pháp của họ nó yếu lắm. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai là cái điều kiện sống ở trên mấy cõi dục thiên và cao cấp đó, nó chi ly, nó tinh vi lắm, nó vi tế lắm. Cho nên là muốn sanh về trên đó là anh cái lòng dục của anh nó cũng phải mỏng, nó phải nhẹ, nó phải yếu đi. Mà anh có thiện ở tâm anh phải mạnh đi, phải mạnh,
và càng vi tế thì cái thiện càng nhiều chừng nào, cái ác càng mỏng chừng nào, cái dục nó càng ít chừng nào, thì cái khả năng, cái cơ hội mà sanh về về các cái cõi mình nó mới lớn được nhé. Lên đến cõi tháo thì tại hồi nãy tôi có nói rồi, tiên nam tiên nữ chỉ nhìn nhau, chỉ nhìn nhau bằng cái tình cảm bên trong là xong. Trong khi cái cõi tứ thiên vương và cái cõi đau lợi đó là coi như nam nữ bày tỏ tình cảm y chang nhân loại, cõi dạ ma ôm nhau hắc kỳ, còn cái cõi đấu sức là chỉ cầm tay nhau, còn cái cõi mà quá lạc thiên là chỉ nhìn nhau cười, chỉ cười với nhau thôi. Rồi còn cái cõi tha hóa thì đã là chỉ nhìn nhau, không còn cười hẳn tên nào mà cười, đó là coi như cái tên quá thô thiển, quá trầm tục, âm đi lộn chỗ rồi. Ở đây chúng tôi cũng không có nham nhở như vậy, nhìn nhau mà cười là quá sức nham nhở, quá sức là trần tục nha, kinh khủng như vậy đó. Cho nên cái dục nó càng mỏng, cái tiền não nó càng mỏng thì cái cơ hội đi lên nó lớn nha. Và một cái trong đời sống mình tưởng tượng cái kẻ nào mà gọi là phàm ăn tục uống rồi coi như đời sống mình nó nặng nề, nó hưởng thụ đó, cái đầu óc nó khờ, không biết đâu được cái đĩa đó, khờ thấy có mình sống nặng rồi hưởng thụ rồi nó khờ lắm, mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Ví dụ như là bớt ăn bớt nhặt lại, bớt dành thời giờ cho những chuyện vui buông, rồi tự nhiên cái đầu nó mới quẩn nha. Cho nên có người nó hỏi ông Socrates, một triết gia Hy Lạp, được chứ, tại sao mà phụ nữ già trẻ đẹp xấu ai cũng cô nặng về cái chuyện mà trang điểm quá vậy? Cái ông cứ ông trả lời nó thì hãy người ta không có nội dung, người ta phải lo cái hình thức chứ sao. Tôi biết tôi nói là nhiều người giận, nhưng mà nó phải nói cái câu này nên vượt đẹp ra. Khi mình không có hình, không có nội dung thì tự nhiên mình nặng về hình thức. Tôi biết một số phật tử nữ mà tôi bực họ đến mức mà tôi không có thể nào tôi, cho đến bây giờ tôi không thấy là tôi hòa giải được, tôi không thấy là cái đồng thuận với họ được cái quan điểm là đẹp. Cái gì phải nói cho nó đẹp, đấy gần chết. Tôi nói cô đấy lắm rồi, nhưng cô nói cho người ta đi bữa đi chuyện ngoài về đó, tôi nói đấy lắm rồi, làm những năm được rồi, mà tôi thấy tủ sách cái đĩa xà lách mà tôi muốn đi như luôn sách cho nó đẹp. Mà tôi nói trời ơi, như là tôi nói có biết như là tôi chỉ rửa thôi, tôi chỉ rửa là tôi cắn trực tiếp thế, mà tôi bảo sạch tôi cầm tôi cắn trực tiếp. Cái như là mà lớn quá thì tôi trẻ đôi gọi là trẻ tư là sạch, có đâu mà sắc mỏng như là lưỡi lam, ớt sắc thiệt là mỏng. Còn chị dầu cứ để cha nó như một chai ăn thì xịt không, xịt nó vô vô cái dĩa mỏng lét rồi thảy vô cái muỗng bằng xứ, mà cái dĩa, thì nó mỏng, nước tương thì ít, mà cái muỗng bằng xứ thì nó dày. Mà tôi không có tưởng tượng được cái con người mặt mũi buổi sáng như vậy mà sao nó u mê như vậy, nước tương như vậy, cái ít vậy, cái muỗng nó là mút sao làm sao mà được. Mà mình đối trăng trối đối gần chết rồi mà nó còn sắp cái dĩa rồi lắp cho nó đẹp là sao? Cho nên mình mới nói nó nặng về cái hình thức, là nó quên cái nội dung. Tu hành y chang như vậy rồi, cái gì mà nó là không cần thiết thì bỏ bớt, hãy quan tâm đến cái gì cần và phải phân biệt được cái gì mình thích. Tôi nhắc hoài đó là cái ông Rudo là một điêu khắc gia người Pháp, ông nói ông khắc lại đây, ông nói toàn bộ cái bí quyết, toàn bộ cái kỹ thuật mà khắc tượng của tôi nó chỉ nằm ở trong một câu thôi, đó là bỏ đi những cái thừa hết, chỉ vậy thôi. Tức là tha về một cục đá, một khúc gỗ, một khối đồng, một khối sắt, tôi chỉ bỏ đi cái thừa thì cái còn lại nó chính là cái tác phẩm của tôi. Thì tu thành Phật tôi làm sao là bỏ cái thừa hết. Cái thừa là định nghĩa tu là cái giống giả gì ghê gớm, nhưng mà tôi thì tôi đôi lúc tôi chỉ định nghĩa một chữ này, một cách thôi. Tôi là bỏ đi cái thừa. Cái thừa là cái gì? Cái thừa là cái gì nó không đẹp, cái gì nó làm khổ mình, khổ người, cái gì nó làm mình e ngại, thì mình bỏ cái đấy. Thì đó là tu thôi. Chứ còn bây giờ ngồi định nghĩa cao siêu mù nhiệm chi vậy đó. Mà tôi nhớ hoài cái đà mà tôi nói gần chết, mà tôi thấy nó còn sắp cái dĩa sợ lắp, mà tới bây giờ tôi nhắc là tôi còn tích rồi. Nó lạ luôn. Tức là rồi đi ra ngoài rồi xin nói bà buồn với cái mặt xấu quá kìa, mà đi mà cho phấn son rồi túi sách rồi giày dép căng tròn cho nó đúng điệu rồi nó rồi đủ thứ, mà tại sao mình không chịu nghĩ được chuyện là ra đời có cái ma nào nó dòm tới mình không? Ngay cả mình là người đẹp thì chỉ được nghe thằng nó tào lao đó, nó cũng cái dòm mình, cái thằng này là đường mà cái ai dòm ai mà nay mới đi nha. Tôi đi cái đó, tôi nhớ hồi nhỏ tới Việt Nam tôi tụng sư nhỏ xíu,
tôi ngồi đó tôi tưởng là ăn cơm, ngồi tôi tụng kinh đó tôi mắc cỡ. Tôi nói chắc người ta đang dòm mỹ lắm nè, đang nhìn mỹ lắm nè, ngồi cùng cái mặt mồ hôi đỏ. Cái bữa tự nhiên lúc tôi lớp 15, 14, 15 tuổi tôi nghĩ thử một lần dũng khí ngửa mặt nhìn đời xem coi ai nhìn ta. Thì lúc đó tôi mới phá tan được cái nghi hoặc, thì ra không hề có ai nhìn tôi hết, chẳng qua là tự tôi vẽ ma để tôi sợ thôi. Chẳng ai nhìn mặt mình đâu, mình đâu có phải là lớn lao tiếng tâm đẹp đẽ gì mà ta nhìn mình, mà tự mình dọa mình thôi. Thì mấy cái người mình đưa ra đều mà ta nghĩ là mơ nhớ nghe cái câu chuyện này, mình nghĩ là ta nhìn mình chứ trời đất ơi, cỡ với mình người ta nhìn ta hối không kịp. Ai mà nhìn mà cái tiếng gì mà mất cả giờ đồng hồ mà thấm son mà áo quần mà khăn mà nón mà chi hả? Cái túi sách mà tôi nhìn tôi thấy thương nhất đó là cái vải. Tại sao? Thì nó hay cái chỗ này, túi vải còn nón vải có đầy mình lót cái miếng dưới mình ngồi được, mà kẹt mình rửa tay rửa chân mình lau tay được. À, cái túi vải với cái nón vải nó hay vậy đó, che nắng được che mưa được, mà có đồ gì mình cũng dễ giặt. Thích xài, tôi thích rất là thích xài những món đồ đó, những món đồ mà gọi là 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1, mà đại khái là nhiều trong 1. Chứ từ đó có tôi cái đẹp nó phải là cái tiêu chí, mà đối với tôi là cái tiện nó là cái tiêu chí, tiện dụng đa dụng là tiêu chí. Và mai này bà con hãy có miếng điện hành vì bà con sẽ nhớ giao viết nhớ tha thiết cái buổi nói chuyện sáng nay của tôi. Đó là khi mà đi xa như vậy, trong những điều kiện sống khó khăn chật hẹp như vậy, bà con nhớ lặn ra những cái món nào mà nó thật sự là cần thiết, cần lắm như vậy. Thí dụ như tôi đâu có giàu mà tôi ráng tráng lắm, tôi lặn được cái mền, quý vị biết không? Tôi có cái mền bằng ni lông tốt lắm, nó mỏng đến mức mà tôi nhét ra trong cái túi áo được. Nói vậy là quý vị biết rồi, mình trần nó bí hay là nắm thôi. Tôi có một cái bếp lò nhỏ xíu mà quý vị biết tôi nấu bằng cái gì không? Nấu bằng anh con bằng còn ấy. Có nghĩa là mình đi đâu nếu mình cứ lạnh một cái dây cồn ra tiệm nước tây mình mua, mình không có làm gì rồi mình thèm miếng nước nóng, đêm nó lạnh cống lên thì chỉ uống nước nóng, nó thèm miếng trà, thèm miếng ngọt cơm, thèm miếng sữa à, thì cứ là cho miếng ăn cơm vô trong những cái đó rồi cái bắt quẹt lên, nghĩa là mình có ngay một cái ấm nước, một cái bình nước nóng rồi nha. Làm sao mà phải như vậy đó, nó còn là sống cho nó tiện, rất là tiện. Người ta nói kẻ giàu nhất trên đời không phải là cái người cái gì cũng có, mà là người có cái gì họ cũng thấy ok. Cái câu này đáng để mình thuộc lòng nha. Tôi nhắc lại là kẻ giàu nhất trên đời này không phải là người cái gì cũng có, mà chính là kẻ có được cái gì họ cũng thấy ok, thấy khỏe, thấy họ an lạc được với cái họ có. Cho nên Đức Phật là nghe vậy là Samputti bắt đầu hôm nay là tri túc là cái tài sản tối thượng mà cho nó. Họ nói tôi không hiểu, bây giờ tôi mới hiểu. Có nghĩa là cái nào mà sống cũng được hết. Cái khả năng thích nghi của mình nó chính là cái tài sản lớn nhất của một con người nha. Ok, bây giờ đủ rồi. Đúng 9 giờ rưỡi rồi. Xin hẹn bà con mùa sau. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sau. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sau. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao. Xin chào chị con biết mấy con. Mùa sao.